Chương 161 Lúc phu xe của Sơn Trang hoang mang rối loạn tiếng cung cầu kiến, quân huyền kiêu đang lấy dược liệu từ Thái Y Viện, nghĩ thầm phải lấy loại dược thiện nào đó để có thể bồi dưỡng thân thể thẩm ngọc tốt trở lại. Mã phu thở hỗn hển quỳ gối trước mặt quân huyền kiêu. Hoàng thượng, hoàng thượng, không thấy hoàng, hoàng hậu đâu cả. Tim quân huyền kiêu hẳn mất nửa nhịp, mày kiếm châu lại nói, không thấy hoàng hậu là sao hả? Mã phu phủ phục trên mặt đất hồi bẩm, Hoàng thượng thượng triều không lâu, nô tài liền thấy hoàng hậu ra khỏi phòng, vốn tưởng hoàng hậu chỉ là buồn bực khó chịu, ra ngoài chỗ lân cận cho khuây khỏa, nửa canh giờ vẫn chưa thấy ngài ấy quay lại, nô tài mới giật mình hoảng sợ đi tìm người, nhưng, nhưng vùng phụ cận Sơn Trang đã không còn bóng người. Quân huyền kêu chuyển mình như chớp, túng lấy mã phu gầm lên giận dữ, trẫm bảo ngươi bảo vệ y một tấc cũng không rời, sao ngươi dám làm trái? Sao lại không thấy bóng dáng? Sơn Trang lớn như vậy, người sẽ biến mất như thế nào? Mã phu này cũng không phải chỉ là phu xe, mà là thị vệ tam phẩm quân huyền kiêu phái đến, bởi vì hắn không yên tâm an nguy của thẩm ngọc Hoàng hậu ngài ấy, ngài ấy không thích bị chúng ta đi theo sau, là nô tài không làm tròn trọng trách, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Quân huyền kiêu lửa giận công tâm, cũng nhờ thẩm ngọc mài mòn tính khí nóng nảy của hắn, nên bây giờ mã phu này mới không bị một cước đá chết. Giáng tội. Nếu Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì, cửu tộc nhà ngươi bị liên lụy vẫn còn nhẹ. Sao còn chưa cút đi truyền lệnh ngự lâm quân tìm ngươi? Trẫm hỏi ngươi, lúc y rời đi, có gì khác thường không? Mã phu ngay cả mồ hôi trên mặt cũng không dám lau, trả lời, cũng không có khác thường. Quân huyền kêu như gió to sấm lớn đã dắt tới hắc mã, còn chưa xoay người lên ngựa, roi da đã hạ xuống thân ngựa. Trong phòng sơn trang không có gì không ổn, sách vẫn xếp chỉnh tề ngay ngắn, thẩm ngọc là người cẩn thận tỉ mỉ, trên án thư chưa bao giờ bừa bộn hoặc nhiễm phải mực nước. Chỉ có một quyển sách rơi trên đất, lúc quân huyền kiêu nhặt lên, nhìn thấy một bức mật thư rơi bên chân. Là thư hắn tự tay viết. Có lẽ là hơn 10 năm trước, lúc quân huyền kiêu lộ ra tài năng xuất chúng, với tư cách là thống lĩnh hắc vũ doanh viết tấu cho hoàng tử đương thời tiêu hề dịp. Năm đó tiêu hề dịp cũng đã truy tìm con cháu sở thị rồi, hắc vũ doanh là một tay quân huyền kiêu lập nên, vì để cho tiêu hề dịp giành được ác chủ bài gia tăng thắng lợi, đã xử lý một ít việc mà không thể làm ở ngoài sáng. Một trong số đó chính là tiêu hề dịp hạ lệnh hắc vũ doanh ở Vân Mộng Nam Quốc dốc lòng tìm kiếm người sở thị. Tuy đã tìm được manh mối, nhưng sở nhân giảo hoạt, hắc vũ doanh truy bắt không có kết quả, vậy mà sở nhân lại tự sát tại chỗ, tung tích hai mẹ con không rõ. Quân huyền kiêu chỉ có thể mật báo hồi bẩm đúng sự thật. Mật thư còn chưa đưa ra ngoài, tiên đế băng hà kinh thành đại loạn quân huyền kiêu bị triệu gấp trở lại kinh thành tương trợ tiêu hề dịp việc này từ đó gác lại ngọc ngọc nhi lúc quân huyền kiêu thốt ra xưng hô này giống như cắt từng khúc ruột mật thư trên tay hắn dường như nặng ngàn cân là hắn không cách nào nhìn thẳng vào tội ác của mình bước chân quân huyền kiêu lảo đảo một chút hai tay chống đỡ thân thể miệng hắn mở rộng nhưng không thể la hét cũng không thể khóc bởi vì đây là ác nghiệt mà hắn tự mình phạm phải Thời niên thiếu quân huyền kiêu có quyền thế 14 tuổi gia nhập quân doanh Sau 2 năm liền được hoàng tử tiêu hề dịp tán thưởng Vì tiêu hề dịp mà lập nên hắc vũ doanh Khiến người ta nghe thấy đã khiếp đảm Sau này phò trợ dịp đế đăng cơ Được phong làm trấn bắt đại tướng quân Tay nắm binh quyền chống lại hung nô Năm đó tiêu hề dịp thân chinh Kề vai chiến đấu cùng hắn Quân huyền kiêu chiến công hiển hách Lại nhiều lần tương trợ dịp đế trở thành trấn Bắc Vương chỉ dưới một người ở đại tỉnh. Một đời chinh chiến, hắn đã nhìn quen âm mưu quỷ kế, nhìn chán núi thay biển máu, cho nên hắn không coi ai ra gì, kiêu căng làm liều, làm sao hắn có thể để một nhà ba người hồi đó vào lòng. Làm sao có thể tính đến, bên cạnh sẽ xuất hiện một thẩm ngọc, chiếm lấy lòng hắn, muốn hắn chuộc tội. 12 năm rồi, mật thư nguyên bản vô dụng tiện tay kẹp bừa trong tàn thư lại thấy ánh mặt trời, đem tội nghiệp của hắn phơi bày rõ ràng. Từ trước đến nay quân huyền kiêu chỉ tin chính mình không tin số mệnh, lần đầu tiên hắn cảm thấy nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Quân huyền kiêu giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn triệt để, cổ họng hắn một mùi ngai ngái, cuối cùng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Chân trời tối đen còn chưa buông xuống, thẩm ngọc đã tìm được trạm dịch bên ngoài thành, sở linh không ngờ rằng y đi một mình đến đây. Ngọc Nhi, tại sao để lại đi một mình? Quân, huyền đế đâu, Sở Linh vội vàng dẫn y vào trạm dịch, để không hay đi lại bên ngoài, trạm dịch cách kinh thành hơn 10 dặm, để đi một mình rất nguy hiểm. Thẩm Ngọc lắc đầu, cổ độc trong thân thể y đã giải trừ, lại tỉnh dưỡng nhiều ngày như vậy, tuy không khỏe bằng cơ thể lúc ở thẩm phủ trước kia, nhưng cũng không quá ốm yếu. "Mau vào đây." Sở Linh phân phó trạm dịch mang lên mấy đĩa đồ ăn, xem ra Thẩm Ngọc đói bụng lắm rồi, uống cháo thịt ừng ực. Ừ. "Ngọc Nhi, để còn chưa nói cho ta biết" sao đệ lại chạy một mình tới đây nếu như muốn tìm ta nói chuyện phái người đến thông báo truyền lời một tiếng là được giờ đây đệ chính là hoàng hậu thân thể cao quý lời sở linh vừa nói ra khỏi miệng liền thấy không ổn nếu thẩm ngọc đi một mình vậy nguyên nhân chắc chắn có liên quan đến quân huyền kiêu có phải là tên họ quân kia đã đối xử với đệ không tốt hắn mới đồng ý thề non hẹn biển mấy ngày trước sở linh giận không kìm được không thẩm ngọc úp úp mở mở nói huynh trưởng chúng ta, hồi tộc. Hả, sở linh bất ngờ y bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nhưng mà vì sao? Ngọc Nhi, nếu hắn đã làm gì, để có thể nói với ta, chúng ta trở về trong tộc, không người nào có thể tìm được. Thẩm Ngọc ngập ngừng chốc lát nhưng cũng không nói ra nguyên cớ, y không biết mở lời như nào, mặc dù y biết được một số chân tướng, nhưng y cũng không có cảm giác hận thấu xương, chỉ là theo bản năng càng muốn rời xa hắn, cái hộp trong lòng y đã biến thành màu đen, gần như là muốn kéo y vào trong cắn nuốt. Không báo với quân huyền kêu một tiếng sau. Sở Linh hỏi, hiển nhiên nhận được câu trả lời từ chối. Đi ngay bây giờ. Một tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên phía chân trời, chiếu rọi đám mây đen sang sát như bát út, giữa khoảng không vừa có một tia sáng chớp lóe rực trời, lại lần nữa chìm ngay vào trong mây đen. Lúc Sở Linh ở trên xe ngựa ngẩng đầu quan sát, thời tiết oi bức, gần như trời sẽ đổ mưa ngay lập tức mặc dù vội và đi đường ban đêm không thích hợp nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mà đi thẩm ngọc chạy trốn đến đây lúc này đoán chừng quân huyền kiêu cũng sắp tìm đến trạm dịch rồi ngọc nhi đệ thực sự quyết định rồi sở linh dò hỏi một khi hồi tộc chỉ sợ đệ không thể gặp lại hắn lần nữa đệ cam lòng sao tội danh lừa hoàng hậu cảnh quốc chạy trốn cũng không nhỏ dựa theo tính khí quân huyền kiêu còn không thể đào sâu ba thước tìm hắn sở linh sợ thẩm ngọc trẻ người non dạ tâm tính bất định đến lúc đó lại đổi ý, tiến thoái lưỡng nan, còn có thể khiến tộc nhân rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm. Cam lòng không? Thẩm Ngọc càng cảm thấy hoảng sợ, con đường phía trước một mảnh mịt mờ, nhưng sau lưng cũng không có đường lui. Quân huyền kiêu, nam nhân này và y yêu hận dây dưa, sớm đã cùng hắn huyết mạch tương liên, rời khỏi hắn, giống như tự nhỏ tận gốc rễ của mình, trong lòng chợt trống rỗng mờ mịt. Nhưng Thẩm Ngọc có thể làm thế nào được đây? chẳng lẽ lại sớm chiều làm bạn với kẻ thù giết cha? Từ khi mới bắt đầu, đúng là bọn họ sai rồi, ý trời đã định bọn họ không thể ở cùng nhau. Mặc dù Thẩm Ngọc không hận quân huyền kiêu, nhưng cũng không có cách nào đối mặt với hắn. Thẩm Ngọc không chần chừ nữa, quả quyết nói, vâng. Sở Linh im lặng gật đầu, Mã Phu đã vung roi ngựa lên. Đi. Hai con tuấn mã cùng nhau tiến lên, xe ngựa rất nhanh biến mất trên đường lớn, bỗng nhiên mưa rào đổ xuống như trút nước, che đi mất dấu móng ngựa. Chưa đến nửa canh giờ, mấy người ngự lâm quân đuổi đến trạm dịch, quân huyền kêu cưỡi ngựa dẫn đầu sông vào. Quân, quân gia. Quan trạm dịch không nhận ra quân huyền kêu một thân áo bào màu đen, chỉ biết được những ngự lâm quân mặc áp giáp sau lưng hắn kia, bất quá quan trạm dịch cũng là người tinh ý, phong thái quân huyền kêu uy nghiêm, liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn là nhân vật tuyệt đối không thể trêu vào. Một sơ đến từ cao ly kia ở đâu? a à, bẩm quân gia, hôm nay hắn đã đi rồi quan trạm dịch đáp ánh mắt quân huyền kiêu hơi trầm xuống quả nhiên thẩm ngọc đưa mắt nhìn không thấy ai thân thuộc chỉ có thể đến cậy nhờ sở linh y rời khỏi mình muốn hồi tộc cùng sở linh tâm quân huyền kiêu lại co rút đau đớn một lần nữa hắn ra sức sửa chữa lỗi lầm trước kia thật vất vả mới có chút khởi sắc thẩm ngọc không sợ hắn như thế nữa hôm nay lại mình ở trong lòng y có phải là đã không thể tồn tại chung sống với nhau nữa không việc xảy ra bao lâu rồi ước chừng khoảng nửa canh giờ quan trạm dịch không nói chính xác sợ nói sai hạ quan nhìn thấy xe ngựa của hắn đi về phía đông tống thanh lập tức nói chỉ mới đi nửa canh giờ thuộc hạ sẽ đuổi theo đưa ngọc nhi trở về phản ứng đầu tiên của quân huyền kiêu đương nhiên cũng là đuổi theo đưa thẩm ngọc về nhưng đuổi kịp ngọc nhi sau đó thì sao giải thích bức mật thư kia như thế nào mang y về hoàng cung chắc chắn thẩm ngọc sẽ không chịu thậm chí quá dồn ép y, sẽ chỉ tổn thương y cho dù quân huyền kiêu dùng vũ lực, cưỡng ép mang y về, thẩm ngọc cũng sẽ không tiếp nhận hắn lần nữa. Quân huyền kiêu cười khổ, hắn từng bước từng bước đẩy thẩm ngọc vào vực sâu, đến hôm nay không còn mặt mũi nào đối diện y, thực sự ứng với câu tự tạo nghiệt không thể sống này. Ngươi trở về thành đi, truyền lệnh ngự lâm quân không cần tìm nữa, quân huyền kiêu phất tay nói. Tổng thanh kinh ngạc hỏi, nhưng ngọc nhi ta đi tìm y quân huyền kiêu nói một người là được ngươi yên tâm trẫm sẽ bảo vệ y bình yên vô sự quân huyền kiêu đã lãng phí toàn bộ mọi thứ của thẩm ngọc giờ đây muốn vãn hồi cho dù quyền thế lớn hơn nữa quân huyền kiêu cũng đều sâu sắc cảm thấy không còn sức lực cho nên hắn muốn đi một mình nhìn được thẩm ngọc an toàn yên ổn hắn cũng đã vừa lòng thỏa dạ rồi về phần tha thứ hắn đã không dám yêu cầu quá đáng tống thanh đứng sau lưng quân huyền kiêu dường như do dự rất lâu hoàng thượng tống thanh chấp tay nói thuộc hạ muốn từ chức thống lĩnh ngự lâm quân trở lại bắc vực cùng với trấn bắc quân chống lại hung nô quân huyền kiêu quay đầu nhìn hắn hung nô đã bắt đầu quấy rối biên cảnh bắc vực vẫn luôn là nỗi lo trong lòng quân huyền kiêu ngươi là vì muốn tìm người kia của ngươi sao năm đó khi quân huyền kiêu vẫn là trấn bắc vương tống thanh đã là tâm phúc của hắn rồi mọi thứ liên quan đến tống thanh quân huyền kiêu đều hiểu rõ trong lòng cho nên chưa bao giờ quân huyền kiêu hoài nghi sự trong sạch giữa tống thanh và thẩm ngọc nếu không thì sao lại luôn để hắn chăm sóc thẩm ngọc được tống thanh không trả lời xem như là ngầm thừa nhận thời gian qua đi cảnh vật thay đổi nói không chừng hắn đã không còn ở nhân thế nữa ngươi vẫn nguyện ý trở lại bắt vực chờ hắn tống thanh ngẩng đầu lúc cả nhà hắn bị tàn sát chưa tìm được thi thể của hắn thuộc hạ tin nhất định hắn còn sống cho dù không tìm được hắn nữa thuộc hạ cũng muốn chờ ở bắc vực đến chết không đổi quân huyền kêu hỏi tiểu quan kia ngươi định xử lý thế nào hắn dành cho ngươi một mối tình thâm đôi mắt tống thanh ảm đạm một chút hắn cho là mình sẽ không chút do dự mà chọn liêm nhi mặc dù người ấy sống chết không rõ nhưng bóng dáng hồng liên cười đùa hay tức giận chữ mắng lại tái hiện trong đầu hắn không gạt đi được hắn là kiểu người phong trần hôm nay một kiểu ngày mai một kiểu coi trọng tiền tài bạc bẽo tình cảm căn bản sẽ không thật lòng thật dạ tống thanh nhẫn tâm nói quân huyền kiêu gật đầu nói trẩm đáp ứng ngươi có ngươi trấn thủ bắc cương trẩm cũng yên tâm nói xong liền xoay người sang chỗ khác nhìn về hướng thẩm ngọc rời đi ấn đường nhăn lại hoàng thượng tống thanh nhịn không được nói vì sao không nói cho ngọc nhi ngài cũng vô dụng quân huyền kiêu ngắt lời hắn ngọc nhi sẽ chỉ càng oán hận trẫm tống thanh im bặt ngươi có thể vì một người cách thật xa chưa biết ngày gặp lại mà đợi cả đời quân huyền kiêu thì thào nói vậy trẫm có gì không thể quân huyền kiêu cưỡi lên hát mã bất chấp mưa to như trút nước dần dần biến mất trên đường lớn sau khi tống thanh hồi cung mang theo khẩu dụ của huyền đế trước khi huyền đế trở lại lệnh cho tả tướng hữu tướng đại diện xử lý triều chính mưa to không ngừng những cái hố gồ ghề ở trên đường lớn tích đầy nước, bọt nước bắn tung tóe khi bị bánh xe ngựa lăn qua. Người phu xe khoác áo tơi nón rộng vành, đôi mắt bị làn mưa che phủ, trong đêm tối nửa bước khó đi. Chân ngựa bước từng bước chậm rãi lão đảo không ngừng, người phu xe hao hết khí lực mới đứng vững được. Áo tơi nón rộng vành. Đại nhân, đi không được rồi, mưa quá lớn, người phu xe lớn tiếng kêu. Sở Linh cao mày, mặc dù đã đóng cửa sổ xe, nhưng gió thổi mưa bắn tung tóe vào trong buồng xe. Cách trạm dịch bao xa rồi, sở linh cao giọng hỏi. Người phu xe đáp lại, đại khái mười mấy dặm, cách trạm dịch phía trước chỉ còn một nửa, sườn núi phía trước nhiều đường quanh co. Được, dừng xe lại đợi tạnh mưa. Hí. Tiếng ngựa hí vừa dứt, một mũi tên bắn lén phá manh vào, đâm vào vách buồng xe. Thân mình sở linh khẽ động, kéo lấy thẩm ngọc, cúi thấp xuống ẩn náu, thẩm ngọc bị sở linh đặt ở dưới thân tư thế bảo hộ mặt thẩm ngọc dính sát vào cầm sở linh da dẻ ấm áp khiến thân thể thẩm ngọc bị mưa bắn ướt ấm lên một chút sở linh thay đổi so với lúc thường nho nhã hờ hững vẻ mặt lanh lợi hiện tại lại có một kiểu khí chất lạnh lùng bất quá thẩm ngọc không có tâm tư đâu mà bận tâm đến những thứ này chỉ chỉ mũi tên thích khách ngọc nhi đừng sợ sở linh đưa tay từ trong góc buồng xe rút ra một thanh kiếm thẩm ngọc cũng không chú ý đến hắn cất giấu ở đó từ lúc nào. Bên ngoài không có động tĩnh nào khác, chỉ có vài tiếng lọc cọc của tiếng vó ngựa hòa lẫn với tiếng mưa rơi. Sở Linh một kiếm chặt đứt mũi tên, cầm lên xem, là đuôi tên ưng vũ. Người hung nô. Không chờ sở Linh suy nghĩ sâu xa, bên ngoài phu xe thanh âm run rẩy kêu to. Đại, đại nhân. Sơn tặc. Ha ha ha, một giọng khác cười to một tiếng, một sơ tiên sinh, sao cả mặt cũng không lộ diện vậy? Ngọc Nhi, đợi đợi ở đây, đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng. Ánh mắt sở linh khẽ chuyển, từ trên người thẩm ngọc đứng lên, đẩy màn xe ra. Thẩm ngọc theo khe hở, nhìn ra bên ngoài có mấy tên nam tử cưỡi ngựa chặn ở trước xe ngựa, phía sau xe ngựa chắc hẳn cũng đã bị vây lại. Ô Lương Vũ Sở Linh nhận ra đối phương, lúc hắn nhận sứ mệnh đi sứ thuyết phục thiền vu, tên hiệu của vua Hung Nô, Hung Nô, đã từng gặp Ô Lương Vũ, Hắn là thân tính của Thiền Vu Hung Nô. Ngươi lại dám lẻn vào cảnh quốc, Sở Linh bình tĩnh như thường. Ô Lương Vũ bật cười, giọng nói thô lỗ, "Chúng ta đều là người ngang tàn bạo ngược, không mưu tính sâu xa được như một Sơ Tiên Sinh, cho nên chỉ có thể làm ra loại chuyện bí quá hóa liều này." Ngón tay thon dài của Sở Linh cầm lấy mũi tên, tiện tay ném tới trước xe ngựa hỏi, "Ô Lương Vũ, ngươi đây là có ý gì?" "Không có ý gì khác, thỉnh cầu một Sơ Tiên Sinh mời người trên xe ra đây đi." ánh mắt ô lương vũ sắc bén, mặc dù trên mặt đang cười, lại tỏa ra địch ý nồng đậm, mặt đầy râu bị nước mưa làm ướt nhẹp, mắt trái đeo một cái bịt mắt da sói, nhìn càng thêm đáng sợ. Con mắt nào của ngài nhìn thấy trên xe tại hạ có người? Sở Linh cố ý vén rèm lên, đúng lúc thẩm ngọc trốn ở nơi ô lương vũ không thể nhìn thấy được, lúc này là ban đêm trời lại đang mưa lớn, ô lương vũ chỉ có một con mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi bớt dở trò trước mặt lão tử. Ô Lương Vũ không thích đấu trí cùng Sở Linh, hắn luôn có một bụng âm mưu quỷ kế, người Hung Nô không am hiểu những thứ này. Hoàng hậu Cảnh Quốc đúng không? Một sơ tiên sinh, hoặc là ngươi đem người giao cho ta, hoặc là ta sẽ dùng tới biện pháp vừa rồi, Ô Lương Vũ quơ quơ tay phải đang cầm đao tỏ ra hào phóng. Sở Linh quát lên, "Ô Lương Vũ, đừng quên hiện tại Hung Nô với Cao Ly là liên minh. Ngươi dám giết ta, nước Cao Ly lập tức quay đầu tìm đến Cảnh Quốc." dám hỏi ngươi hung nô hành quân lương thảo lấy từ nơi nào đây? thiền vu truy cứu đến ngươi gánh vác được không? ha ha ha, ô lương vũ lớn tiếng cười rộ lên. một sơ tiên sinh, tuy rằng ta không biết ngươi lén lén lúc lúc tìm đến cảnh quốc là vì chuyện gì, mà ngươi cho rằng thiền vu sẽ tin tưởng người cao ly các ngươi sao? một hoàng hậu cảnh quốc so với lương thảo cao ly các ngươi cung cấp quan trọng hơn nhiều, chỉ cần mang y trở về hung nô, thiền vu chắc chắn sẽ trọng thưởng ta khuyên ngươi đừng làm chuyện vô ích nữa, dù sao nơi như thế này, giết người cũng không ai biết được, đến ngay cả máu cũng bị nước mưa xối đi sạch sẽ, lại đem nỗi oan ức này đổ lên đầu huyền đế, khiến Cao Ly cùng cảnh quốc cắn xé lẫn nhau, ha ha. Lông mày sở linh nhíu lại cùng một chỗ, người hung nô giống như chó sói trên thảo nguyên, luận về nham hiểm xảo quyệt, bọn họ không thua kém bất kỳ ai. À, ta biết rồi, giọng nói sở linh trấn tĩnh lại, các ngươi tưởng y là hoàng hậu cảnh quốc, cho nên muốn bắt lại làm con tin uy hiếp huyền đế ha nếu y ở trong lòng huyền đế thật sự quan trọng đến như vậy làm sao lại bị đuổi khỏi hoàng cung còn bị ta đưa đi ô lương vũ sửng sốt một chút sau đó âm trầm nói may mà sớm có người nói cho lão tử không thật sự sẽ bị ngươi lừa quân huyền kiêu sủng ái thẩm ngọc như thế nào còn đặc biệt ở ngoài cung tìm cho y một nơi yên tĩnh để điều dưỡng nơi đó ở đâu cũng bị ô lương vũ dụ thẩm nhược phi nói ra ô lương vũ án binh bất động đã được một khoảng thời gian dài không dám manh động mới chờ đến cơ hội ngàn năm có một ngày hôm nay sở linh cân nhắc trong chốc lát liếc mắt nhìn người phu xe sợ đến co rúng cả người bỗng nhiên cầm thanh kiếm đập lên lưng ngựa đi hai con tuấn mã mạnh mẽ phi đi như bay ô lương vũ chỉ có thể tránh né mũi nhọn bất quá hắn phản ứng cực nhanh lập tức quay đầu ngựa lại đuổi theo chốc lát liền áp sát xe ngựa một sơ tiên sinh ta khuyên ngươi đừng cố gắng vùng vẫy nữa giao hoàng hậu cảnh quốc ra đây ta có thể tha cho tính mạng của ngươi sở linh biết rõ kỹ thuật cưỡi ngựa của người hung nô rất cao siêu chung quy xe ngựa không thể nào chạy trốn được hắn lấy chân đạp cửa ra mũi kiếm sắt bén mang theo hàng quan đâm thẳng ô lương vũ cùng lúc đó bên trong rừng đêm bỗng nhiên nhảy ra mấy bóng đen mang mặt nạ trong tay cầm thanh kiếm sắt bén giống nhau từ nhiều phương hướng đâm thẳng đến chỗ hiểm của ô lương vũ Ô Lương Vũ bị thay đổi đột ngột này làm cho lúng cuốn tay chân, miễn cưỡng chặn lại kiếm của sở linh, lại tránh né mấy hắc y nhân đánh lén, vẫn bị một thanh kiếm đâm vào bả vai. Chỉ là hắn tốt xấu gì cũng là tâm phúc của thiền vu hung nô, ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh né chỗ hiểm, trở tay một đao chém qua hướng hắc y nhân, hắc y nhân chỉ có thể lui về phía sau né tránh, bằng không một đao kia hẳn là đã đoạt mệnh của hắn. Khá lắm một sơ tiên sinh, hóa ra võ công của ngươi không kém mà, còn có ám vệ hộ thân, ta vốn định bỏ qua cho ngươi, ngược lại ngươi muốn mạng của lão tử trước. Ô lương vũ lau bả vai một cái, máu bị nước mưa hòa tan, bị chọc giận, vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. chết Sở linh cao mày, hắn âm thầm hạ lệnh sai bốn tên ám vệ cùng nhau tấn công ám sát ô lương vũ, bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng đáng tiếc ô lương vũ chỉ bị thương nhẹ. Công tử! Các ngươi đi trước, bọn ta ở phía sau hỗ trợ ám vệ bảo vệ xe ngựa, mấy tên hung nô cưỡi ngựa vọt tới, cùng bốn ám vệ đánh loạn thành một đoàn, một bên là cao thủ do ô lương vũ mang đến, một bên là ám vệ do sở thị bồi dưỡng ra, nhất thời đánh đến ngang tài ngang sức. Người phu xe bị dọa sợ đến choáng váng rồi, sở linh không chút do dự, đoạt lấy roi ngựa của hắn, quất lên mông ngựa, ngựa bị đau chạy càng nhanh hơn. Hư! không bắt được các ngươi, lão tử cũng không cần trở lại phục mệnh, Ô lương vũ không để ý đến ám vệ chém dết hỗn loạn, cưỡi ngựa đuổi theo, chịu đựng vai phải đau đớn, kéo cung bắn tên. Sở linh thấy động tác của ô lương vũ, cảm giác có một luồng sát khí xông thẳng đến mình, hắn theo bản năng ngửa ra sau, mũi tên nhọn sự qua chóp mũi, lông tơ sở linh nổi lên, tránh thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng người phu xe bên cạnh hắn không có vận may như thế, cổ bị mũi tên nhọn bắn thủng, ngay cả một âm thanh cũng không phát ra được, cổ cùng miệng chảy máu, nhất thời không một tiếng động thi thể rơi xuống xe ngựa ha 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 một sơ tiên sinh mũi tên tiếp theo sẽ đến lượt ngươi ô lương vũ cách xe ngựa cũng không xa hắn rất hưởng thụ quá trình bắt lấy con mồi này thật giống như đi săn bầy sói làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào ô lương vũ người hung nô các ngươi cùng lúc đắc tội cả cao ly và cảnh quốc không sợ chúng ta hợp lực tấn công sao một nơi chật hẹp nhỏ bé như cao ly tiêu diệt đối với thiền vu chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần cảnh quốc, có con tin trong tay, cuối cùng cũng có thể phá vỡ cục diện bế tắc mấy năm qua rồi. Khẩu vị thật lớn, cũng không sợ no chết. Sở Linh thấy ô lương vũ ép tới, đã không còn cách nào khác. Ngọc Nhi, đi thẳng xuôi theo quan đạo này cách 10 dặm sẽ có một dịch quán, nơi đó có quan binh đóng quân. Sở Linh quay đầu lại căng dặn một tiếng, liền nhảy xuống xe ngựa, chủ động gây khó dễ cho ô lương vũ thẩm ngọc nhìn gò má sở linh chưa kịp nói chuyện sở linh đã đi rồi thẩm ngọc chui ra xe ngựa nắm lấy dây cương cùng roi ngựa tuy y không biết điều khiển ngựa nhưng con đường này hai bên đều là rừng cây rậm rạp chỉ cần để cho ngựa chạy là được đến đây đối phó hắn cố gắng giữ người còn sống lão tử đi bắt hoàng hậu cảnh quốc tiếng hạ lệnh này của ô lương vũ sở linh cũng không chú ý tới một tên thủ hạ của ô lương vũ đi tới ngăn hắn lại mắt thấy ô lương vũ đuổi theo xe ngựa. Tiểu mỹ nhân, đừng chạy, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ô lương vũ cách xe ngựa chỉ trong gan tấc, hắn có thể thoải mái nhảy lên xe ngựa, nhưng thẩm ngọc hoảng sợ chạy trốn, dáng vẻ muốn trốn cũng trốn không thoát của y, kích thích hắn vui sướng đến cực độ. Thẩm ngọc vung roi ngựa quốc tới, nhưng sức lực không đủ, chỉ lưu trên mặt ô lương vũ một vệt màu đỏ, ngay lập tức bị ô lương vũ nắm được trong tay ô lương vũ một đao chém đứt càn xe xe ngựa nhanh chóng không ổn định rầm rầm lật ngã ở trên đường thẩm ngọc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng may là kịp thời chui vào trong buồng xe ngựa mới không bị cán chết thế nhưng đầu vẫn bị đụng chảy máu lão tử cho ngươi chạy ô lương vũ nhổ ra một ngụm nước bọt xuống ngựa chạy tới mắt thẩm ngọc choáng váng nhìn thấy ô lương vũ chui vào tìm y dùng sức muốn đạp hắn ra ô lương vũ cười lạnh một tiếng bắt được mắt cá chân thẩm ngọc thể lực thẩm ngọc đã bị tiêu hao hết, muốn phản kháng cũng không có sức lực. Ô Lương Vũ biết hoàng hậu của huyền đế là một nam tử, hắn nghĩ lại liền cảm thấy gai mắt buồn nôn, thế nhưng sát lại gần thấy rõ dung mạo của thẩm ngọc, kinh ngạc đến ngẩn ra, màu da thẩm ngọc như ngọc trai, ngũ quan vốn là như tiên như họa, ánh sáng tối tăm cũng không che giấu được sự tao nhã của y. Ôi, chẳng cách huyền đế thích nam nhân, người so với nữ nhân hung nô đúng là xinh đẹp hơn nhiều. Ô Lương Vũ chật chật lấy làm kỳ lạ, những tưởng rằng trước đó vài ngày nhìn thấy Thẩm Nhược Phi đã là sắc đẹp khuynh thành, hóa ra người đẹp còn có người đẹp hơn, nếu hắn là huyền đế, hắn cũng chọn Thẩm Ngọc. Đặc biệt là Thẩm Ngọc bị mưa ướt cả người, dáng vẻ thở dốc không ngừng, càng làm cho tinh thần Ô Lương Vũ dao động. Vài năm trước quân huyền kêu chém hỏng một con mắt của lão tử, ngày hôm nay rốt cục cũng có thể rửa nổi nhục này rồi. Ô Lương Vũ kéo xuống cái bịt mắt da sói, Thẩm Ngọc nhìn thấy trên mặt hắn có một vết sẹo rất dài, trong hốc mắt không có gì cả, đen thui, dưới ánh ti chấp rọi tới, giống như ác quỷ. Tiểu Mỹ Nhân, chờ lát nữa nhét một vật vào trong miệng ngươi, hầu hạ lão tử cho thật tốt, nếu dám làm đau ta. Ô Lương Vũ nắm lấy cầm Thẩm Ngọc. Ô Lương Vũ cũng không phải tà hỏa sông lên não, hoàn toàn là do lòng trả thù quấy phá. Lúc ở Bắc Cương, thiếu chút nữa quân huyền kiêu đã một đau đoạt mạng của hắn, tuy là còn sống nhưng trên mặt lại có một vết sẹo đáng sợ do đau để lại con mắt bên phải hoại tử chỉ có thể móc xuống khiến hắn không còn mặt mũi nào gặp người ngày ngày mang theo bịt mắt thâm cừu đại hận này đã tích lũy mấy năm khiến lòng báo thù của ô lương vũ gần như vạn vẹo người quân huyền kiêu nâng ở trong lòng bàn tay giờ khắc này đang bị mình đặt ở dưới thân thú tính trong người nổi lên khiến hắn muốn mạnh mẽ chà đạp thẩm ngọc một phen để giải mối hận trong lòng đáng tiếc quân huyền kiêu không có ở đây nếu hắn có thể thấy được dáng vẻ hoa lê đái vũ của ngươi ở dưới thân lão tử, ha ha ha. Thẩm Ngọc Vặn mở tay hắn, há miệng nhe răng cắn hắn, thế nhưng đầu Thẩm Ngọc vẫn còn choáng váng. ô lương vũ phản ứng nhanh nhạy, kịp thời rút tay ra. Bốp! Kỹ nữ thối, thành thật một chút cho ta. Ngươi thích cắn đúng không? Lão tử cho ngươi ăn đủ. Mặt Thẩm Ngọc tức khắc nóng lên, y thấy mặt ô lương vũ, trực tiếp cảm thấy buồn nôn ô lương vũ tháo mấy cái đai lưng của mình xuống móc ra vật vừa đen vừa xấu đưa đến gần mặt thẩm ngọc đưa đầu lưỡi ra ngươi dám làm đau lão tử lão tử sẽ lấy mạng của ngươi ô lương vũ ra lệnh nắm lấy miệng thẩm ngọc thẩm ngọc cắn chặt hàm răng bị mùi tanh tưởi phả đến gần như muốn nôn mửa ngươi dám bỏ vào trong xem ta có dám cắn đứt nó không thẩm ngọc giãy giụa lạnh lùng nói thân dưới ô lương vũ chật lạnh dù sao cũng không dám lấy của quý của mình ra để đánh cược giỏi lắm kỹ nữ như ngươi còn muốn lập miếu thờ đúng không ngươi bị quân huyền kiêu làm bao nhiêu lần à không phải thích bị thượng đến vui vẻ sao lão tử cũng có thể hầu hạ ngươi đến thoải mái bảo đảm ngươi không nghĩ đến hắn ô lương vũ vừa mắng vừa kéo xiêm y của thẩm ngọc kiên trì áp thân lên người thẩm ngọc cút thẩm ngọc không đẩy được hắn gấp đến độ nước mắt tràn ra gần như tuyệt vọng ha 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 chính là như vậy khóc trước mặt lão tử ô lương vũ không chờ được nữa muốn chà đạp thẩm ngọc cho dù quân huyền kiêu không có ở đây thời điểm đó cho hắn nhìn người thẩm ngọc đầy vết tích do mình làm ra chắc chắn cũng là thập phần giải hận trước mắt thẩm ngọc hoàn toàn mơ hồ vết thương bên thái dương y chảy máu chảy vào trong mắt ý thức dần dần tối đen lại trước khi ngất đi thẩm ngọc cảm thấy ô lương vũ rời khỏi thân thể của mình là sở đại ca tới cứu ta sao? Ngoại trừ sở linh, thẩm ngọc không nghĩ tới còn có ai có thể xuất hiện ở nơi này nữa. a à, cổ ô lương vũ bị một người bóp lấy, ngươi. Là ai? Ngươi muốn mạng của ngươi. Thanh âm chứa sát ý cùng khát máu giống như đến từ 18 tầng địa ngục, khiến người không rét mà run. Ô lương vũ bị một cái tay nắm lấy cổ hồng, không thể thở nổi, mắt lồi ra, tay chân vung loạn muốn phản kích, mò tới đau ở bên cạnh, trở tay lại chém cổ tay nhanh chóng bị chụp lấy. Rắc rắc. Âm thanh xương tay bị bẻ gãy, người vừa đến không chút nương tay, cầm cánh tay ô lương vũ trực tiếp vặn thành một vòng. A à a. À. Ô lương vũ muốn kêu đau, thế nhưng cổ họng bị bóp chặt, chỉ có thể đau đến ánh mắt đỏ ửng, mồ hôi lạnh toát ra, cánh tay vặn vẹo của hắn được thả ra, yếu ớt vô lực rũ xuống, đã gãy thành mấy đoạn. Giết. Giết ngươi. Ô Lương Vũ ngay cả người mới đến là ai cũng không nhìn thấy rõ, bị bẻ gãy một cánh tay, hận ý bộc phát, miệng nói ra lời hàm hồ. Ngày đó để ngươi trốn, hôm nay ngươi không có may mắn này. Lời lãnh khóc của người đến vừa truyền tới tai Ô Lương Vũ, Ô Lương Vũ liền bị một cước đá ngã lăn trên đất, hắn dùng tay trái chống xuống đất, muốn bò lên, lại bị giẫm lên đầu, mặt bị nhấn đến bên trong bùn đất. Ô Lương Vũ nghiêng mặt thấy được đối phương, là người hắn hận mấy năm, Ánh mắt luôn luôn kiêu căng nhìn xuống bọn họ, Quân Huyền Kiêu. Ánh mắt Quân Huyền Kiêu trong đêm đen ngược lại lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, mắt nhìn Ô Lương Vũ như nhìn một kẻ đã chết. "Ngươi?" Ô Lương Vũ chưa kịp nói chuyện, dưới thân truyền đến một trận đau đớn khiến mắt hắn tối sầm lại, trong vũng máu, vật mới vừa ở trước mặt thẩm ngọc diễu võ dương oai, bị một kiếm của Quân Huyền Kiêu cắt đứt. "A a a a a." Ô Lương Vũ đau đến không muốn sống, mắt trợn trắng chết ta chết ta ô lương vũ không chịu nổi nỗi nhục này nữa hắn đã không còn một con mắt gãy mất cánh tay hiện tại ngay cả vật kia của nam nhân cũng bị quân huyền kiêu cắt xuống coi như hắn có thể chạy thoát cũng không còn dũng khí để sống ánh mắt quân huyền kiêu lạnh băng như cũ dựa vào chuyện ác ô lương vũ làm quân huyền kiêu sẽ không giết hắn mà làm cho hắn sống không bằng chết nhưng thiếu chút nữa hắn đã cưỡng bức thẩm ngọc cho nên hắn không thể sống chân quân huyền kiêu chuyển tới cổ của ô lương vũ dùng sức di một cái một âm thanh xương vỡ vụn truyền ra miệng mũi ô lương vũ rỉ ra máu không còn hô hấp quân huyền kiêu không để ý đến thi thể của hắn bước vào xe ngựa ngọc nhi quân huyền kiêu ông lấy thẩm ngọc đang hôn mê cả người y ướt đẫm tay chân lạnh băng ngoại trừ thái dương bị đụng thương thực chất không còn thương tổn nào khác quân huyền kiêu cởi y phục của mình ra kéo thẩm ngọc vào trong lòng mưa lớn tới nhanh mà tạnh cũng nhanh quân huyền kiêu ông chặt thẩm ngọc truyền nhiệt độ cơ thể mình cho y mặc dù mưa đã tạnh nhưng gió đêm không dừng cơ thể thẩm ngọc ước sủng bị gió thổi lạnh buốt quân huyền kiêu chặn khe hở của màn xe dùng áo bào bọc kín thẩm ngọc một chút ngọc nhi ta đưa ngươi về nhà được không trở về nhà của chúng ta giọng nói quân huyền kiêu khàn nhỏ cúi đầu nhìn tỉ mỉ gương mặt của thẩm ngọc lông mi dậy như nhung tự như hai cánh ve sầu yên tĩnh lại ngoan ngoãn, giống như trước kia khi mới vào vương phủ cũng nhu thuận như vậy. Nhất định ngươi không bằng lòng rồi, quân huyền kêu cười khổ, tự hỏi lại tự trả lời. Trước kia là thẩm ngọc hăng hái quên mình, bây giờ là quân huyền kêu đơn phương tình nguyện. Quân huyền kêu dán vào bên má thẩm ngọc, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, ít nhất lúc này thẩm ngọc sẽ không rời khỏi hắn, cũng sẽ không chống cự hắn cách xa ngàn dặm. Quân huyền kêu nắm tay thẩm ngọc, nhất thời mờ mịt không cách nào đưa ra quyết định, mang thẩm ngọc trở về, chắc chắn y sẽ không đồng ý, sau khi tỉnh lại phải đối mặt như thế nào. Thả y đi, quân huyền kiêu có trăm nghìn lý do không bỏ được, hơn nữa người hung nô luôn nhìn chầm chầm vào y như hổ đói, dựa vào tinh thần sa sút của sở thị, nhất định không thể bảo vệ y. Ngọc Nhi, Tống Thanh muốn trở về Bắc Vực, hắn nói hắn luôn muốn tìm một người. Ta may mắn hơn hắn, ít nhất Ngọc Nhi của ta vẫn còn trước mắt ta, phải không? quân huyền kiêu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán thẩm ngọc thẩm ngọc mơ mơ màng màng mà nỉ non một tiếng vì lạnh nên co người lại một chút sau đó dán mặt vào lồng ngực và cổ của quân huyền kiêu mà cò sát hai tay ông lấy eo của hắn vẻ u sầu của quân huyền kiêu tiêu tan một ít vui mừng không dám động rất sợ quấy nhiễu đến thẩm ngọc trái tim đập rất nhanh nhắc nhở quân huyền kiêu nhất cử nhất động của thẩm ngọc đều có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn trong lòng quân huyền kiêu đưa ra quyết định Quan tâm làm gì mấy cái thù sâu hận lớn Bá nghiệp giang sơn gì đó Chỉ cần thẩm ngọc có một chút xíu yêu cầu từ chỗ của hắn Hắn liền cam tâm cố thủ đến cùng Quân huyền kiêu hôn tráng thẩm ngọc Chậm chạp không cam lòng mà rời ra Lại không ngờ rằng người trong lòng trên nhẹ một tiếng Chủ động đưa cánh môi dán lên Thẩm ngọc mơ một giấc mộng rất dài Trong mơ một mình y đi trên một vùng mênh mông hoang vu vừa tối vừa lạnh còn có cơn mưa băng đá như dao găm rơi xuống, cũng không biết đã đi bao lâu, y đứng thôi cũng đã kiệt quệ sức lực, vừa lạnh vừa đói, bước chân của y loạn choạng rồi té ngã. Nhưng lại không rơi xuống mặt đất lầy lội, mà là ngã vào trong ngực một người. Giọng nói người này ôn nhu như nước, thì thầm với y cái gì đấy? Cảm giác giống như trở lại trước đây, lúc ác bá vẫn là trấn bắc vương, hắn cũng thường xuyên ôm lấy mình như này, ấm áp tin cậy. Sau đó đặt bờ môi âm áp lên trán y, lại chuyển qua trên môi y, toàn thân thẩm ngọc đang lạnh đến phát run, tham lam dựa vào nó mà tiến lên, hấp thụ một chút sự ấm áp kia. Hình như đối phương đờ đẫn một lát, thẩm ngọc không hài lòng đưa đầu lưỡi đuổi theo, sau đó mới được đáp lại nhiệt tình. Loại cảm giác trăng môi cuốn quyết này, trùng khớp mới một ký ức nào đó, thẩm ngọc hết sức quen thuộc. Ác bá. Lúc thẩm ngọc bừng tỉnh, tay chân loạn xạ, túng lấy bên cạnh, bắt được màn che trên giường. Thẩm ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt ôn nhu nho nhã của sở linh, bản thân đang nằm trong ngực hắn. Phù. Thẩm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không thể nào là quân huyền kiêu, chỉ có sở linh ngữ khí khi nói chuyện mới có thể ôn hòa như vậy. Nhưng phát hiện không phải là quân huyền kiêu, trong lòng lại mất mát không hiểu được, thẩm Ngọc khó hiểu sao bản thân lại có thể mơ loại giấc mơ quỷ dị này, so với gặp quỷ còn lạ lùng hơn. Ngọc Nhi, để gặp ác mộng. Nhìn đệ kinh sợ đến cả người toàn mồ hôi lạnh, tay chân còn đá loạn đây này. Sở Linh ấm áp hỏi, ở bên cạnh cầm khăn lau mồ hôi lắm tắm trên trán và má của Thẩm Ngọc. Vâng. Thẩm Ngọc gật đầu, cũng không hẳn là ác mộng. Đây là, ở đâu? Thẩm Ngọc nhớ lại, y bị người hung nô đuổi giết, xe ngựa lật đổ, người hung nô muốn làm nhục y, y đã ngất đi. Dịch quán, đã không có việc gì rồi, sở linh đáp, Ngọc Nhi, huynh trưởng không tốt, hại đệ chịu khổ rồi. Thẩm Ngọc lắc đầu nói, là ta cố chấp muốn đi luôn trong đêm sở đại ca là huynh đã đuổi đến cứu ta sao vẻ mặt sở linh ngưng trệ một chút như muốn nói lại thôi đành phải nhẹ gật đầu ngọc nhi để làm ta rất hoảng sợ lúc ông đệ đến trạm dịch trên người đệ đã bị thấm lạnh rồi ta rất sợ đệ bị nhiễm phong hàn thái dương lại luôn đổ máu thẩm ngọc nghĩ lại cũng thấy đúng có lẽ là sở linh giải quyết xong mấy người hung nô kia chạy đến cứu y dù sao chỗ rừng núi hoang vắng kia cũng không có người nào khác nữa. Cho nên thật sự là sở linh đã cứu mình, cái ông ấm áp trong mộng kia cũng là thật. Nhưng thẩm ngọc ngẫm nghĩ, lúc này y dựa vào trong ngực sở linh, rõ ràng không phải là loại cảm giác kia, chắc là cảm giác lúc hôn mê không được chính xác lắm. Thẩm ngọc di chuyển thân thể, rời khỏi ông ấp của sở linh, tay lóng ngóng không biết đặt chỗ nào, sờ lên băng vải quân trên trán. Đã tạ sở đại ca. Thẩm ngọc chợt nhớ tới, nếu như trong mộng đều là thật, Vậy lúc sau, nụ hôn mơ mơ màng màng kia của y, thẩm ngọc nổi lên bất an, da mặt có chút khô nóng, khi đó ý thức y mê mang, hoàn toàn hành động dựa theo bản năng. Sở đại ca, lúc ta hôn mê, nếu như có cái gì không thích hợp. Sở Linh nhắc lời y, ngọc nhi, để ở trước mặt ta không cần cẩn thận dè dặt, cũng đừng nghĩ ngợi lung tung. Thẩm ngọc không nói gì nữa, cũng không biết lời này của sở Linh là thừa nhận hay phủ nhận, có lẽ đều giả vờ chưa có phát sinh là tốt nhất suy cho cùng sở linh cũng là huynh trưởng tuy là họ hàng xa nhưng có một số việc quả thực vẫn không nên phát sinh đúng rồi ám vệ trong tộc phái tới đã bị tổn hại mấy người để tránh phát sinh nguy cơ lần nữa về sau để ám vệ này theo sát bảo hộ đệ thẩm ngọc nhìn theo hướng sở linh chỉ thấy một dáng người cao lớn đứng trong phòng ám vệ lặng yên không lên tiếng ám vệ mặc trang phục màu đen đi trong đêm mặc dù dáng người khôi ngô lại không lộ ra vụng về bả vai rộng lớn eo lưng nhỏ hẹp trắng chắc thẩm ngọc có chút cảm giác thân thuộc giống như đã từng quen biết có lẽ là trong cơn mưa đêm qua đã gặp qua thôi lúc ấy thẩm ngọc nhìn thấy bốn ám vệ có điều ban đêm gió lớn làm sao y có thể thấy rõ chỉ có một tí ấn tượng mà thôi trên mặt ám vệ đeo một mặt nạ sắc màu xám đen là một cái có hình quỷ nhe răng nanh dữ tợn vì sao hắn lại đeo mặt nạ thẩm ngọc nghi hoặc liền hỏi sở linh không chút do dự nói đây là ám vệ sát thủ trong tộc bồi dưỡng không tiện để lộ tướng mạo hôm qua mấy người kia cũng đeo mặt nạ giống như vậy ngọc nhi không thấy sao à thẩm ngọc không hỏi đến cùng tình cảnh lúc này làm sao y có thể nhìn ra ám vệ xuất hiện từ trong rừng mưa là cái dạng gì nói chung là đều đeo mặt giống nhau thôi vậy khi nào chúng ta lên đường đệ đã không sao rồi dịch quán này cách kinh thành cũng không quá mười dặm đường đâu rất dễ bị kẻ xấu tìm được bắt trở về cho nên Thẩm Ngọc muốn nhanh chóng gấp rút tiếp tục lên đường. Sở Linh suy nghĩ, nói: "Không vội, chờ đợi an dưỡng cơ thể mấy ngày đã rồi tính sau." Thẩm Ngọc nhíu mày, "Đệ đã khỏe rồi, nhỡ đâu bị quan binh tìm được." Từng. Sở Linh trầm ngâm nói: "Sáng nay ta đã đi thăm dò rồi, quân Huyền Kiêu đã hạ lệnh rút quân, có lẽ là không truy bắt chúng ta nữa đâu." Rút quân? Thẩm Ngọc mở to mắt không thể tin, sau đó lại chậm chậm thở dài, trên mặt có nụ cười yếu ớt vậy thật sự quá tốt rồi chắc là hắn không còn kiên nhẫn nữa toàn thân thẩm ngọc đều thả lỏng một ít thời gian có quân huyền kiêu ở bên cạnh lúc nào cơ thể y cũng căng cứng cuối cùng ác bá cũng bị mặt lạnh của y tiêu hao hết kiên nhẫn như vậy cũng tốt nhưng mà dựa theo tính cách của quân huyền kiêu quấn đến chết cũng không buông không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua sao lại dễ dàng buông tha mà rút quân chắc là bởi vì bức mật báo kia bí mật u ám của hắn bị mình biết rồi không còn mặt mũi đối diện với mình nữa. Sở Linh thấy Thẩm Ngọc Lâm vào trầm tư, hỏi: "Ngọc Nhi, cuối cùng có thể rời khỏi hắn, để cao hứng sao?" "Đương nhiên." Thẩm Ngọc buộc miệng thốt ra. "Ừ." Sở Linh gật đầu, thầm nghĩ, cả bản thân Thẩm Ngọc cũng không phát hiện, miệng y nói cao hứng, trên mặt lại không có một tí tẹo vẻ vui mừng khi trốn chạy tìm được đường sống. "Nào, uống chén canh gừng, xua bớt khí lạnh làm ấm người đi." sở linh múc một muỗng canh gừng đưa đến gần bên miệng thẩm ngọc thẩm ngọc nhận lấy đa tạ sở đại ca ta tự uống được rồi từng ực mấy ngụm liền uống xong bản thân y là người rất độc lập rất biết làm việc tuy là sau khi vào vương phủ mới có người hầu hạ tứ chi bắt đầu trở nên chậm chạp không làm gì mãi cho đến sau này gần như quân huyền kêu nuôi dưỡng y thành một người tay chân tàn phế hận không thể tự tay đút cơm cho y thẩm ngọc lại không dám cự tuyệt Hiện tại sinh hoạt của Thẩm Ngọc bắt đầu lại một lần nữa, vậy những cái thói xấu kia phải bỏ đi." Sở Linh thấp giọng nói, "Ngọc Nhi, thực ra đệ không cần khách khí với ta như vậy." Thẩm Ngọc nghi hoặc trả lời, "Ta không khách khí, là vì bản thân làm được rồi, không cần làm phiền người khác." Nghe được từ người khác, Sở Linh trầm mặt một lúc. "Ta là huynh trưởng của đệ, đương nhiên sẽ tận tâm tận lực chiếu cố đệ, đệ có thể thản nhiên tiếp nhận, tạ ơn tới tạ ơn lui." ngược lại là tỏ ra lạnh nhạt ánh mắt sở linh ôn hòa mà nói ngữ khí mang theo thân thiết của huynh trưởng cũng không có trách cứ ta không có ý này vậy để cứ tiếp nhận giống như trước đây nhận chăm sóc của quân huyền kiêu vậy không cần phải nói cảm ơn chính mắt sở linh thấy quân huyền kiêu quan tâm chăm sóc sở ngọc như thế nào gần như là cưng chiều thẩm ngọc cũng chưa từng nói cảm ơn dĩ nhiên điều này chỉ có người thân thiết nhất mới được như vậy không giống cái kia thẩm ngọc không biết nên nói như thế nào y đối mặt với quân huyền kiêu đến cả tiếng cũng không dám bật ra còn thường xuyên thất thần sao mà nói cảm ơn được ừ đúng là không giống con ngươi sở linh hơi u ám sau đó cười sờ đầu y nói ta biết để mới quen biết ta không lâu ngọc nhi để nghỉ ngơi một lát cho thật tốt đi ta đến chỗ quan trạm dịch thuê một chiếc xe ngựa chờ đợi khôi phục chúng ta sẽ đi sở linh khép cửa phòng lại thẩm ngọc cẩn thận tỉ mỉ nghĩ một chút lời sở linh nói nhưng không có manh mối thẩm ngọc không tiếp tục ngủ nữa y mê man lâu như vậy không còn bao nhiêu buồn ngủ muốn đứng lên nhưng chân tay lại mềm nhũng đành phải tựa lên gối mà ngồi ngồi đến mức cả eo cũng mỏi rồi thẩm ngọc mới bỗng nhiên ló đầu nhìn về phía ám vệ đứng im không nhúc nhích ở góc phòng ám vệ vẫn luôn đứng ở nơi đó nhìn về phía thẩm ngọc nếu không phải lúc hắn hô hấp lòng ngực hơi phập phòng thẩm ngọc còn cho rằng đây là một bức tượng đá điêu khắc. Huấn luyện thật nghiêm chỉnh nha, thẩm ngọc nhìn không được cảm thán. Người tên gì? Thẩm ngọc cảm thấy vẫn nên chào hỏi cho tốt, dù sao an nguy cũng gửi gắm trên người hắn, người ta vào sinh ra tử, thật sự chuyên nghiệp. Với lại cả người thẩm ngọc cũng buồn bực, từ lúc y học nói chuyện đến nay, nói với Hồng Liên và Biển Thập Tứ nhiều nhất, có đôi khi tìm hạ nhân đầu bếp nói vài câu, về sau được phong hậu lại không có ai dám nói chuyện với y nữa bây giờ đã rời khỏi quân huyền kiêu y vẫn giữ khát vọng được giao lưu với người khác ám vệ không nói gì chắp tay đứng không nhúc nhích à ngươi không cần đứng suốt thế đâu ngồi đi thẩm ngọc chỉ chỉ ghế nếu để hắn vẫn luôn đứng như vậy nửa canh giờ là hắn sẽ tê liệt trên đất ám vệ không để ý đến y từ trước đến nay thẩm ngọc cũng không giỏi nói chuyện nói chung là bọn họ tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc tính tình cũng rất lạnh lùng ban đầu tống thanh cũng có tính tình giống như này mấy cây gậy đánh không ra một lời thẩm ngọc cũng không thể nói chuyện bình thường đều là hai người mắt to trừng mắt nhỏ thẩm ngọc chợt sáng tỏ vỗ tay nói ta biết rồi có phải ngươi cũng không nói được có phải ngươi cũng không nói được ám vệ tự như suy nghĩ trong chốc lát mới chậm rãi gật đầu thừa nhận không nói được thì không nói được có gì phải suy nghĩ nữa chứ thẩm ngọc khó hiểu Thẩm Ngọc nghiêm túc nói với hắn, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không cười nhạo ngươi đâu, bởi vì trước đây ta cũng là một người câm, về sau uống nhầm thuốc, sau đó nôn ra một ngụm máu liền khỏi rồi." Bởi vì trước kia Thẩm Ngọc cũng không nói được, cho nên y đồng cảm với nỗi khổ của ám vệ, không những không thể giao lưu với người khác, còn bị người khác chế giễu khinh bỉ. Thẩm Ngọc cảm thấy nên khích lệ hắn, nhìn dáng vẻ của hắn còn hướng nội hơn so với mình trước kia, chỉ ngay ngốc mà đứng ở nơi đó hỏi gì cũng không đáp lại vậy mà ngươi có thể luyện được một thân võ công thần sự rất giỏi đó á vệ vẫn như cũ không đáp lại lời tán thưởng của y thẩm ngọc lúng túng ngượng ngùng mà gãi gãi cái mũi ta hiểu rồi ngươi không biết dùng thủ ngữ đối mặt với ánh mắt quan tâm của thẩm ngọc á vệ gật đầu vậy tốt thôi ta dạy cho ngươi là được rồi thẩm ngọc vẫy tay ra hiệu cho hắn đi qua nhưng á vệ vẫn không động đậy Thẩm Ngọc đành phải leo xuống giường đi dậy đến đó, kéo cổ tay của Á Vệ lên. Á Vệ này dáng người cao lớn, lúc thân thể chống lại việc Thẩm Ngọc kéo không khác với kéo đầu trâu là mấy. Trái lại thân thể Thẩm Ngọc suy yếu, dùng sức dụng lực, bắt đầu ván đầu hoa mắt, bước chân loạn choạng. Không bị một cánh tay đỡ lấy, đương nhiên là Á Vệ nhanh tay nhanh mắt dịu y, Thẩm Ngọc chậm chạp, ngước mắt lên nhìn thấy cầm Á Vệ, râu cầm cắt tỉa gọn gàng, hầu kết gồ ra, như một hạt quả hạnh mặt nạ che kín mặt hắn thẩm ngọc chỉ có thể nhìn được hai tròng mắt tối đen như mực thâm thúy mà lại lạnh khóc nói thật nhìn gần mặt nạ ác quỷ màu xám bằng sắt này thẩm ngọc còn cảm thấy khủng bố hơn nhất là đồng tử tối đen này cực kỳ giống ác bá nào đó khiến thẩm ngọc kinh hãi khiếp sợ thẩm ngọc lui về phía sau rời khỏi khuỷu tay của hắn ta ta dạy thủ ngữ cho ngươi sau này ngươi ở bên cạnh ta cũng thuận tiện làm việc một chút thẩm ngọc giải thích một câu âm thanh hô hấp có chút bất ổn biết thể lực thẩm ngọc không đủ lần này á vệ không cứng nhắc thân thể kháng cự nữa mà tùy ý để thẩm ngọc kéo cổ tay chủ động cùng đi qua từ cái đơn giản nhất động tác này là ta thẩm ngọc chỉ vào chính mình sau đó nhìn không được bật cười chỉ vào bản thân chẳng lẽ không phải là ta sao hắn cái này lơ mơ thủ ngữ bản thân cũng cảm thấy không có ý nghĩa đây là chúng ta thẩm ngọc đổi sang một động tác phức tạp hơn một chút nhưng á vệ chỉ bình tĩnh nhìn y không có hành động gì thẩm ngọc cho là hắn xấu hổ rất đơn giản mà ngươi cứ làm theo bộ dáng của ta ngươi xem thẩm ngọc còn chưa nói xong á vệ chợt quay người bước vài bước ra khỏi phòng thẩm ngọc nhìn theo bóng lưng đỉnh bạc của á vệ gãi gãi đầu không hiểu cái gì cả thật đúng là người kỳ quái thẩm ngọc nhún nhún vai chỉ có thể coi như không có gì đánh giá tính cách á vệ này tẻ nhạt không thích tiếp xúc với người khác Á vệ ra khỏi phòng không xa, tự vào trên lan can hành lang, thở dài nhẹ nhõm. Sau đó tháo mặt nạ xuống, ánh mắt phức tạp nhìn về chỗ của Thẩm Ngọc. Quân Huyền Kiêu quyết định đi theo Thẩm Ngọc, nên phải ngụy trang thành ám vệ sở thị. Sở Linh cũng đã đáp ứng sẽ không tiết lộ. Quân Huyền Kiêu thầm nghĩ phải bầu bạn thật tốt với Y, che chở Y, dùng một thân phận mới để hiểu rõ Thẩm Ngọc một lần nữa. Chỉ có cách đeo mặt nạ lên, Quân Huyền Kiêu mới dám đối diện với Thẩm Ngọc. Cho đến hôm nay quân huyền kiêu mới biết được muốn duy trì im lặng làm một người hoàn toàn bị câm khó đến mức nào người câm không có cách nào biểu đạt người ngoài hiểu lầm chửi rủa cũng không thể giải thích một chữ vui buồn tức giận của hắn cũng không ai chia sẻ giống như bị cả thế giới vứt bỏ loài cô đơn này trước kia thẩm ngọc làm thế nào để vượt qua vậy quân huyền kiêu nhớ tới lúc ở vương phủ rõ ràng biết được toàn bộ tâm ý của thẩm ngọc y nỗ lực như vậy muốn nói cho mình tình yêu của y nhưng quân huyền kiêu vị đại kế, nhắm mắt làm ngơ với tấm lòng của Thẩm Ngọc, thậm chí cố ý hiểu lầm y, nếu như nói Tiêu Đại Nhu là kẻ chủ mưu hãm hại vu oan Thẩm Ngọc, vậy hắn chính là đồng lõa. Lúc nãy Thẩm Ngọc nói chuyện với hắn, giác tay hắn, là lần đầu tiên Thẩm Ngọc gần gũi với hắn như vậy trong thời gian qua, quân huyền kiêu mừng rỡ tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, nhưng chỉ có thể đè nén vui sướng, bảo trì lạnh lùng. Hắn sợ chính mình nhìn không được lên tiếng, liền bị thẩm ngọc phát hiện lúc thẩm ngọc nghe được tin tức mình rút quân phản ứng là cuối cùng nhẹ nhõm rồi lòng quân huyền kiêu so với bị người khác đâm một kiếm còn đau hơn lúc thẩm ngọc hiểu nhầm coi sở linh thành người cứu y khi sở linh vô tình cố ý ám chỉ tâm ý của hắn quân huyền kiêu phẫn nộ suýt nữa muốn rút đau khiêu chiến hắn có chút hoảng loạn rất sợ thẩm ngọc sẽ bởi vì cảm kích yêu mến của sở linh hơn nữa cũng không phải là sở linh không có ý tứ này quân huyền kiêu nghe ra được hắn đối với Thẩm Ngọc, không chỉ là tình huynh trưởng. Lúc này mới qua nửa ngày, quân huyền kiêu có rất nhiều xúc động muốn phát ra thành tiếng, nhưng hắn chỉ có thể áp chế nó xuống. Chưa bao giờ quân huyền kiêu trải qua loại cảm giác cực khổ khó nói này, nửa ngày cũng khó nhìn được, vậy mà Thẩm Ngọc là như thế này trải qua 18 năm. Quân huyền kiêu đeo mặt nạ lên một lần nữa, lúc trở lại trong phòng, Thẩm Ngọc đã dựa vào gối ngủ rồi, y chịu kinh hãi không nhỏ, đêm qua vẫn luôn gặp ác mộng không ngừng, trong lúc ngủ mơ mồ hôi lạnh túa ra như mưa hiện tại sắc mặt khi ngủ điềm tĩnh hô hấp ổn định quân huyền kiêu nhớ tới bộ dạng thẩm ngọc cầm tay hắn dạy thủ ngữ trong ánh mắt toát ra vẻ triều mến tâm tư thẩm ngọc thuần lương đối xử với người xa lạ đều dùng thiện tâm đối đãi quân huyền kiêu sinh lòng ghen tuông lại buồn cười tự mình ăn dấm chua của bản thân ngọc nhiên ngốc quân huyền kiêu chạm nhẹ lên chấp mũi cao thẳng của thẩm ngọc lại không dám làm động tác quá lớn xếp lại góc chăn ngay ngắn cho y rồi trông coi bên cạnh giường thẩm ngọc chỉ bị chút thương tổn cùng kinh hãi hai ngày sau đã có thể xuống giường đi lại hoạt động bình thường trên đường đi sở linh đã thuê một chiếc xe ngựa mới nơi sở thị ẩn cư cụ thể là ở đâu hắn cũng không nói thẳng một đường hướng phía đông mà đi trên đường một chiếc xe ngựa rộng lớn để lại vết bánh xe mới chung gió va chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh bên cạnh là một người nam nhân đeo mặt nạ cưỡi ngựa cùng đi theo bất kể trời nắng chang chang hay là bạo vũ cùng phong mưa to gió lớn hắn cũng không rời nửa trường ngọc nhi ta cởi giúp đệ trong buồng xe truyền ra âm thanh tiếng ma sát cùng tiếng thì thầm nhỏ của sở linh nhĩ lực quân huyền kêu hơn người nghe thấy thế bên tai không khỏi giật giật kéo dây cương để ngựa đến gần buồng xe một chút cởi cái gì quân huyền kêu quan tâm cái này đệ để đệ tự mình làm là được rồi thẩm ngọc lên tiếng chỉ chốc lát sau. Sở đại ca, huynh xem, có nhìn thấy không? Âm thanh thẩm ngọc đức quảng, giống như là kìm nén thứ gì đó, quân huyền kêu càng thêm ngờ vực. Ừm, nhìn thấy, là màu hồng nhạt, lỗ nhỏ cỡ tiền đồng. Giọng nói sở linh vốn nho nhã nay âm thanh trở nên hơi căng thẳng, cuốn họng còn giống như nuốt xuống một ngụm nước bọt, quân huyền kêu dùng sức nắm dây cương, cảm thấy rất không ổn. Màu hồng nhạt, lỗ nhỏ cỡ tiền đồng quân huyền kiêu không biết trên người thẩm ngọc còn có nơi thứ hai nào có thể hình dung như vậy ngọc nhi ta có thể chạm thử không chạm thử hắn dám lòng quân huyền kiêu có một ngọn lửa vùng vụt bốc lên cao Từng. thẩm ngọc nhỏ giọng trả lời nhẹ nhẹ một chút y còn đáp ứng quân huyền kiêu rút ra một thanh kiến sáng loáng treo ở bên thân ngựa cả người sát khí sôi trào được a à, thẩm ngọc hít vào một hơi có chút đau. Sở Linh ôn nhu trấn an, Ngọc Nhi, để yên tâm, bôi xong sẽ hết đau. Quân huyền kêu nghe không nổi nữa rồi, tức giận đỉnh điểm, may mà hắn đi theo thẩm Ngọc, nếu không bỏ mặt cho sở Linh này suốt ngày ôn nhu khu môi múa mét, Ngọc Nhi lại nhẹ dạ, chuyện này sớm muộn cũng sẽ trở thành đại họa. Quân huyền kêu nhảy một phát lên trên xe ngựa, đột nhiên vén rèm xe lên. Thẩm Ngọc và sở Linh bị người bất ngờ xông vào quấy nhiễu, đồng thời nhìn về phía hắn, không khí yên lặng ngươi có việc gì thế thẩm ngọc chớp chớp mắt y còn tưởng là lại gặp phải một nhóm thích khách hoặc là mã tặc bọn cướp cưỡi ngựa quân huyền kiêu không lên tiếng nhìn thẩm ngọc cùng sở linh ngồi đối diện nhau sở linh cầm một hộp thuốc mỡ đang bôi thuốc lên thái dương thẩm ngọc sở linh thu tay về cũng có chút nghi hoặc thế nhưng tâm tư hắn nhạy bén nhận ra đầu mối gì đó khụ Ngươi muốn cùng ta bàn bạc xem nên dừng chân ở nơi nào sao?" Quân Huyền kiêu lập tức gật đầu. "Được, đã đi đường đến giữa trưa, từ 11 giờ đến 13 giờ, Ngọc Nhi chắc hẳn cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ăn chút gì đó để lót bụng, dọc trên con đường này cũng không có nhà trọ, một lát sau mới có cơm canh." Sở Linh lần nữa cẩn thận băng lại vết thương cho Thẩm Ngọc, sau đó đưa cho y túi nước cùng hộp cơm, xe ngựa dừng lại phía ven đường. "Ngọc Nhi, để ở trong xe ngựa không nên chạy loạn, vì huynh đi một lát sẽ trở lại. Cách đó không xa có một vũ đình dành cho thương nhân qua lại nghỉ ngơi, quân huyền kêu đi ở phía trước, nhìn xe ngựa phía xa, xác nhận nằm trong tầm mắt của mình, nói chuyện cũng không bị thẩm ngọc nghe được. Huyền đế có chuyện gì muốn căng dặn, sở linh nở nụ cười nhã nhặn. Sở công tử, quân huyền kêu khách khí hiếm thấy nói, ngươi không cảm thấy ngươi cùng Ngọc Nhi đi quá gần nhau, vượt qua phạm vi của một người làm huynh trưởng sao? Sở Linh Kinh ngạc hỏi, sao lại nói như vậy? Quân Huyền kêu âm u hừ một tiếng, nói, ngươi đừng tưởng trẫm không nhìn ra được. Ngươi đối với Ngọc Nhi không chỉ là tình cảm huynh đệ chứ. Ngươi đối với Ngọc Nhi quan tâm đầy đủ, đừng nói là huynh đệ họ hàng xa, ngay cả phu thê cũng chỉ đến như thế mà thôi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Linh Kinh ngạc nói, Huyền Đế có phải đã hiểu làm gì đó rồi không? Xin đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nếu tộc nhân ngươi chỉ còn sót lại túng năm tụng ba, chiếu cố chăm sóc lẫn nhau, không phải là nhân chi thường tình sao? Chí ít tại hạ đặc biệt quý trọng Ngọc Nhi. Ngươi không cần ngụy biện, tâm tư Ngọc Nhi đơn thuần sẽ không suy nghĩ nhiều, thế nhưng trẫm rất rõ ràng, quân huyền kiêu quả quyết nói, huống hồ, sở thị các ngươi không phải sớm đã có truyền thống hôn nhân cận huyết huyết thống sao? Ngươi liền đánh chủ ý này lên người Ngọc Nhi. Ách! Sở Linh ngập ngừng trong chốc lát, lắc đầu thở dài nói, được rồi, tại hạ thừa nhận, nếu như sau này Ngọc Nhi cùng tại hạ có thể nảy sinh tình cảm với nhau, làm một đôi thần tiên quyến lữ cũng không tồi, Ngọc Nhi cùng tại hạ cũng không phải là họ hàng gần, đã vượt quá năm đời rồi. Câm miệng. Quân Huyền Kiêu không muốn nghe hắn đem Ngọc Nhi cùng kéo tới một chỗ, chỉ là giả tưởng cũng khiến Quân Huyền Kiêu nổi trận lôi đình. Quân Huyền Kiêu tóm chặt lấy y phục Sở Linh, trầm giọng nói, ngươi sẽ không có cơ hội này, trẫm khuyên ngươi cách xa Ngọc Nhi ra một chút bằng không. Bằng không ngài liền chém đầu tại hạ. Sở Linh cắt ngang lời hắn, tránh thoát khỏi tay quân huyền kiêu, sau đó chậm rãi sửa lại nếp nhăn trên y phục. Cho nên ngài vội và gọi ta tới, chính là muốn nhắc nhở uy hiếp tại hạ. Quân huyền kiêu cười khẽ, không phải uy hiếp, là cùng ngươi kể lại một sự thật. Quân huyền kiêu, ngươi càng ngang tàn bạo ngược, thì càng chứng minh ngươi đang chột dạ, thiếu tự tin. Sở Linh nhìn thẳng vào ánh mắt quân huyền kiêu, không chút nhượng bộ đấu tranh lẫn nhau ngươi sợ ngọc nhi động lòng với ta ngươi sợ y sẽ yêu ta mày kiếm quân huyền kiêu khẽ khiêu lên sát ý lẫm liệt nói động lòng với ngươi ngươi có phần quá tự tin rồi sợ công tử chẳng lẽ không đúng sao nếu như không phải ngươi chột dạ làm sao sẽ tha thiết mong muốn ngụy trang ở bên cạnh ngọc nhi làm sao sẽ đặc biệt đến cảnh cáo ta bởi vì ngươi cũng có thứ sợ ngươi sợ ngọc nhi triệt để quên đi ngươi di tình biệt luyến. Lời nói của sở linh, khiến quân huyền kiêu rơi vào trầm tư. Là từ khi nào bắt đầu, quân huyền kiêu sợ thẩm ngọc sẽ quên mất hắn. Nếu là trước đây hắn có thể chắc nịch mà nói thẩm ngọc sẽ vĩnh viễn không quên hắn, hiện tại hắn thật giống như đánh mất đi sự tự tin này. Sở linh nói đúng sao? Hắn thật sự sợ thẩm ngọc ngày nào đó sẽ di tình biệt luyến. Loại hành vi nâm nớp lo sợ này không giống tác phong của quân huyền kiêu sau đó quân huyền kiêu mới hiểu được chỉ có yêu tha thiết mới có thể lo được lo mất sở linh có lẽ ngươi nghĩ lầm rồi quân huyền kiêu nhếch miệng ngọc nhi là người của trẫm che chở y là trách nhiệm không cần bất kỳ lý do hay nguyên cớ gì sở linh đầu tiên là sững sờ sau đó có chút kích động nói cho nên ngươi muốn dùng thân phận của ngươi uy hiếp ta ngươi một tiếng trẫm hai tiếng trẫm chỉ có thể chứng minh rằng ngươi cần tới ngoại vật để tăng thêm tự tin cho bản thân mình thế nhưng ngài không uy hiếp được tại hạ. Sở Linh còn chưa kịp nói xong, một nắm đấm cứng như sắt rơi xuống trên mặt hắn, Sở Linh tránh không kịp, thiếu chút nữa té ngã, lúc ngẩng đầu lên, hắn phun ra một ít tơ máu, răng đã long ra, đây đã là quân Huyền Kiêu hạ thủ lưu tình. Ngươi nhìn thấy chưa? Ta không cần tới ngoại vật. Quân Huyền Kiêu nở nụ cười tà mị, Sở Linh không nghĩ tới hắn sẽ đánh bất ngờ, Sở Linh không còn lời nào để nói quân huyền kiêu đang dùng hành động tỏ rõ hắn bá đạo cũng được vô lại cũng được tóm lại sẽ gắt gao bảo hộ thẩm ngọc sở linh lau vết máu hít sâu vào một hơi khôi phục dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn quân huyền kiêu không bằng chúng ta cạnh tranh công bằng đi thế nào sở linh nhìn quân huyền kiêu nói quân huyền kiêu hơi nhíu mắt lại không biết hắn muốn nói gì ngươi xem ta cho phép ngươi dùng thân phận ám vệ cùng hội tộc còn giúp ngươi che giấu sau này ngươi có rất nhiều thời gian bầu bạn bên cạnh ngọc nhi cho nên khởi điểm của chúng ta là giống nhau ngươi có thể khiến y yêu ngươi một lần nữa ta cũng sẽ dùng phương pháp của ta thế nhưng ta có thể bảo đảm sẽ không cưỡng ép y cũng sẽ không lừa dối y chân mày quân huyền kiêu nhăn lại thành một chữ xuyên ta đeo mặt nạ không thể nói chuyện cái này gọi là công bằng sao quân huyền kiêu suy nghĩ thẩm ngọc sao có thể yêu một người không thể nhìn thấy mặt thật cũng không nghe được giọng nói bất quá ta đáp ứng nếu như ta không thể khiến y động lòng chỉ có thể nói ta làm chưa đủ tốt quân huyền kiêu bổ sung thêm nhưng cái ta ta đáp ứng chính là để cho ngọc nhi tự mình lựa chọn không phải là cùng ngươi cạnh tranh ngọc nhi không phải là vật phẩm để ngươi theo ta tranh giành quân huyền kiêu suy nghĩ lời nói của sở linh từ trước đến nay tình địch của hắn cũng không phải người nào khác mà là việc khiến ngọc nhi căm hận mình sở linh đồng ý nói là ta nói sai quân huyền kiêu kỳ thực ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi sẽ viện ngọc nhi làm đến bước này quân huyền kiêu cùng sở linh dương cung bạc kiếm kiêu ngạo giảm bớt đi bất quá hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được dáng vẻ không chịu thua sở linh cười cười ánh mắt nhìn quân huyền kiêu xuất phát từ lòng tôn trọng không phải giống như trước đây đối xử cung kính nhưng lại đầy giả tạo sở linh quay người đi về hướng xe ngựa quân huyền kiêu kéo mặt nạ xuống bước chân kiên định đuổi theo sở đại ca mặt của huynh Thẩm Ngọc để ý thấy mặt trái Sở Linh có chút sưng đỏ lên. Sở Linh khoát khoát tay cười nói, đi không cẩn thận đụng phải cành cây. Thẩm Ngọc thấy thế nào cũng không giống dấu vết do cành cây để lại, đang yên đang lành như vậy sao có thể đụng vào cành cây. Vậy hay để ta bôi thuốc cho huynh. Sở Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn Quân Huyền Kiêu, cũng không biết dưới mặt nạ kia của hắn là cái biểu tình gì, luôn cảm thấy có ánh mắt sắc bén đâm ở phía sau lưng lạnh cả người. Không cần, để ta tự mình làm. Sở Linh nhận lấy hộp thuốc, cười cười hướng Thẩm Ngọc an ủi, tỏ ý y không cần phải lo lắng. Xe ngựa tiếp tục khởi hành, sau cơn mưa trời trong, ánh nắng mặt trời tươi sáng, Thẩm Ngọc duỗi đầu ra ngoài cửa sổ, thưởng thức cảnh sắc bên đường. Ánh mắt quân huyền kêu tất cả đặt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ngọc, khi thì đưa tay che nắng nhìn ra xa xa, khi thì chuyển hướng về phía sau lưu luyến nhìn không muốn rời một mảnh hoa dại, gặp phải người chăn nuôi dắt dê bò đi ngang qua, thẩm ngọc cao hứng mặt mày hớn hở tắm tắt lấy làm kỳ lạ giống như một con chim tước rốt cuộc cũng được thả ra khỏi lòng giam dưới mặt nạ quân huyền kiêu cũng không nhìn được nhếch miệng lên ở trong mắt quân huyền kiêu mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười của thẩm ngọc đều ngây thơ khả ái tốt nhìn đến mức có thể phát sáng thẩm ngọc thay đổi bên quân huyền kiêu liền dục ngựa di chuyển đến bên khác của xe ngựa sau khi đổi đi đổi lại mấy lần cuối cùng thẩm ngọc mặt đầy khó xử lên tiếng ám vệ đại ca ngươi. Thẩm Ngọc lầu bầu nói, ngươi cản trở ta. Quân huyền kêu sững sờ, hắn nhìn đến ngay người, bất tri bất giác gần như dán sát vào xe ngựa, ngăn cản tầm mắt của Thẩm Ngọc, quân huyền kêu nhẹ nhàng đá đá bụng ngựa, đi lên phía trước. Thẩm Ngọc có đầu lại, chỉ chỉ ra bên ngoài, hướng sở linh nhỏ giọng nói, sở đại ca, ta luôn cảm thấy, hắn cứ nhìn ta chầm chầm. Có cảm giác quen thuộc giống như bị ác bá nhìn chầm chầm, lại giống như có chỗ không giống. Thẩm Ngọc vén rèm lên, nhìn bóng lưng kia một lúc. Thẩm Ngọc thở dài, mình rõ thật là bóng đen khó tan, nhìn ai cũng giống như hắn. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mười ngày sau, xe ngựa tiến vào trong một vùng non xanh cây cối ung tùm, dân cư thưa thớt, nơi này đồi núi trùng điệp, dòng thác tỏa ra hơi nước lơ lửng, sơn cốc chật hẹp. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng chim hót bên ngoài cách một dặm. Phong cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, khiến Thẩm Ngọc quên đi mệt mỏi khi đi xe ngựa. Xe ngựa dừng lại ở một nơi bằng phẳng trong sơn cốc, sở Linh bảo Mã Phu trở về, nhìn thấy Thẩm Ngọc có vẻ hơi mệt, sở Linh xoa xoa đầu y. Ngọc Nhi, mệt rồi sao? Thẩm Ngọc lắc đầu nói, có một chút, nhưng cũng hứng thú, bây giờ chúng ta đi bên nào? Thẩm Ngọc nhìn ngang nhìn dọc, và dặm xung quanh đều là núi rừng, không thấy một gian nhà hay một bóng người nào. Ngọc Nhi, để nhìn ngọn núi kia đi. Sở Linh chỉ vào một ngọn núi cao dựng thẳng đứng ở đằng xa, giống như là một mũi tên nhọn đâm thẳng vào mây xanh. Trong dãy núi sương mù lượng lờ càng dễ thấy. Đó gọi là núi Bạch Tiêu. Chúng ta sắp tới rồi. Núi Bạch Tiêu. Thẩm Ngọc chưa từng nghe qua tên ngọn núi này. Từ tiếng tâm không bằng ngũ nhạc ở bên ngoài, cái tên núi Bạch Tiêu này là do sở nhân đặt sau khi ẩn cư tại đây. Ngũ nhạc, năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc, Đông Nhạc Thái Sơn. Tây Nhạc Hoa Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn và Trung Nhạc Tung Sơn. Sở Linh lấy ra một vật giống như một cây sáo trúc nhỏ, nhưng kích cỡ chưa đến ba phần sáo trúc, chỉ dài hơn ngón tay một chút, Sở Linh đặt lên môi, thổi ra âm thanh trong trẻo sắc bén. Để chờ một chút, có người đến đón chúng ta. Thẩm Ngọc gật đầu, bắt đầu đi dạo trong sơn cốc, có một đầm nước lạnh trong này, nước đầm mát lạnh, sau khi Thẩm Ngọc vốc nước rửa mặt, rùng mình một cái, nơi này quá thanh tịnh, bên ngoài đã là đầu hạ, nhưng trong sơn cốc vẫn còn lưu lại một chút hơi mát. Sở Linh quan sát tỉ mỉ, thấy thẩm ngọc trung rẩy, vừa cười vừa nói, nơi này đông ấm hạ mát, ngọc nhi phải mặc thêm một lớp y phục rồi. Thẩm ngọc vừa lau khô nước động trên mặt vừa gật đầu, trên vai lại nhẹ nhàng rơi xuống một lớp áo mỏng. Thẩm ngọc quay đầu lại, liền nhìn thấy mặt nạ ác quỷ. Ám, ám vệ đại ca. Thẩm ngọc kinh ngạc, ám vệ lạnh lùng không lên tiếng này, còn có một mặt ân cần như vậy. Xem ra là bản thân mình nghĩ sai rồi, hắn không lạnh lùng một chút nào, chỉ là không biết nói chuyện thôi. Mình nói rồi mà, hắn không thể nào là người kia được. Thẩm Ngọc nói thầm trong lòng, lúc trước y luôn đặt bóng dáng của ám vệ và ác bá kia chồng chéo lên nhau, sự thật chứng minh chỉ là ảo giác của y. Ám vệ quan tâm chu đáo, sẽ đưa thêm y phục cho y. Mà người kia, chỉ một lòng một dạ muốn lột sim y của y đang lúc thẩm ngọc nghĩ ngợi lung tung một đội kỵ mã từ trong rừng cây đi ra bảy tám nam tử trẻ tuổi đều ăn mặc theo kiểu sở nhân mũ cao đai tráng mỗi người cưỡi một con ngựa người cuối cùng còn dắt theo một con ngựa trống mấy người đồng loạt xuống ngựa không mình hành lễ với sở linh đại công tử sở linh gật đầu kéo thẩm ngọc đến giới thiệu đây là hậu duệ dòng chính mà lần này ta tìm về về sau thân phận của y và ta giống nhau các ngươi phải đối xử với y không khác gì ta Mọi người chấp tay hành lễ với Thẩm Ngọc, công tử. Thẩm Ngọc hơi cẩn trọng mà hoàng lễ, tò mò quan sát tướng mạo trang phục của những người này. Đại công tử, trong tộc không biết ngài muốn đưa người khác trở về, chúng ta chỉ dắt theo một con ngựa. Một nam tử trẻ tuổi làm vẻ mặt khó xử nói. Không sao, sở linh xua tay, quay sang hỏi Thẩm Ngọc, Ngọc Nhi, để cưỡi ngựa được không? Thẩm Ngọc lắc đầu, y đã từng muốn học, sau đó quân huyền kiêu muốn dạy y, nhưng cưỡi ngựa một mình, Thẩm Ngọc vẫn chưa có cái tự tin này. Vừa hay, đệ và ta cùng cưỡi một con đi, sở linh vui mừng đề nghị. Thẩm Ngọc nhìn nhìn, bên kia chỉ dẫn theo một con ngựa, ám vệ có ngựa của riêng mình, vậy chỉ có thể đi cùng sở linh thôi. Được. Chữ được còn chưa kịp nói xong, cơ thể Thẩm Ngọc đã bị nhấc bổng lên cao, y bị người khác nâng lên, như là xiên vịt quay ở trong lò lửa, Thẩm Ngọc hoảng sợ khu tay loạn xạ, hồn ví chưa ổn định mông đã đặt trên lưng ngựa chân vừa vặn dẫm vào bàn đạp ám vệ đại ca thẩm ngọc cúi đầu nhìn trước ngực ám vệ bị mình đá in hai dấu chân có chút ngượng ngùng ám vệ để thẩm ngọc ngồi vững sau đó vỗ vỗ mông y ra hiệu cho y tiến lên phía trước một ít hai má thẩm ngọc đỏ lên thành thành thật thật mà dịch lên trước để dành ra nửa cái yên ngựa quân huyền kêu nhảy lên động tác phóng khoáng lưu loát sở linh từ đằng xa liếc nhìn để cho Thẩm Ngọc và Sở Linh dán sát vào nhau cùng cưỡi ngựa. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bọn họ cô năm quả năm cùng một buồng xe đã là cực hạn khoan nhượng của quân Huyền Kiêu. Sở Linh cảm nhận được địch ý của quân Huyền Kiêu, nhẹ nhàng cười cười. Ngọc Nhi, hắn sẽ ở bên cạnh chiếu cố đệ, vậy ta cũng yên tâm rồi, Sở Linh cưỡi một con ngựa khác. Đội kỵ mã đi theo hàng trên con đường nhỏ trong núi tiến về phía trước, đường núi hiểm trở, thẩm Ngọc ngồi lắc lư trên lưng ngựa, lên dốc ngã người ra sau xuống dốc cuối người về phía trước vừa bắt đầu còn thấp thỏm lo sợ nhưng mà kỹ thuật cưỡi ngựa của ám vệ hiển nhiên rất cao siêu hơn nữa hai cánh tay hắn vòng hai bên thẩm ngọc để điều khiển dây cương dùng tư thể bao bọc mà che chở thẩm ngọc thẩm ngọc cũng không còn sợ nữa còn có thể đưa mắt ngắm nhìn cảnh đẹp bốn phía quân huyền kiêu ở phía sau lại khổ không thể tả cũng không phải là cưỡi ngựa vất vả mà là lúc thẩm ngọc ngửa ra sau cả thân thể rơi vào trong lòng ngực hắn lúc cúi xuống mông nhấc lên trực tiếp chạm vào hạ thân quân huyền kiêu hơn nữa thẩm ngọc còn xoay tới xoay lui như chú gà con quân huyền kiêu bị khiêu khích đến mất hồn mất vía đã mấy tháng hắn chưa ăn mặn rồi bản gốc là khai trai chỉ hành động tín đồ độ phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn sau khi hết kỳ ăn chay thẩm ngọc chính là món thịt đầy đủ sắc hương vị chỉ có thể nhìn nhưng lại không thể ăn Gần như là quân huyền kiêu phải chịu đựng dày vò trong ý loạn tình mê Quân huyền kiêu giết người không chớp mắt Vậy mà lại giống như hòa thượng trong miếu thờ niệm chú thanh tâm Dựa vào đó xua đuổi tạp niệm Nhưng mà cũng không có tác dụng Quân huyền kiêu chỉ có thể thở dài một tiếng Lùi về phía sau Cũng không phải là hắn không muốn thân mật với thẩm ngọc Mà là hắn sợ thẩm ngọc cứ cò xuống dưới như vậy nữa Hắn sẽ mất khống chế Sau lưng thẩm ngọc chật trống rỗng Không có cảm giác an toàn vì vậy cũng dịch về đằng sau trong lòng quân huyền kêu kêu trên một tiếng nghẹn đỏ cả mắt cuối đường núi bị một tảng đá lớn chặn lại hai bên là vách đá thẳng tắp sở linh xuống ngựa đi đến phía trước tảng đá lớn đá đá mấy viên đá vỡ ngổn ngang ở trên đất thẩm ngọc từ xa nhìn lại cảm thấy đá viên bừa bộn nhưng lại sắp xếp giống như có quy luật phía sau tảng đá lớn đột ngột truyền đến chấn động không kịp chuẩn bị đá lớn cao mấy trường vậy mà lại tự bắt đầu dịch chuyển Thẩm Ngọc cả kinh không khép được miệng, không hổ là sở thị tay nghề khéo léo nhiều vô kể, tư tưởng kỳ diệu vô số, trong nơi này không biết sắp đặt cơ quan gì, Thẩm Ngọc ngạc nhiên tán thưởng không thôi. Sau cửa đá xuất hiện một đường hành lang chật hẹp, tối đa hai con ngựa song song đi qua, Sở Linh đi đầu dẫn đội, thời gian chỉ mới uống cạn một chén trà, đường hành lang càng ngày càng rộng, cuối cùng rộng mở sáng sủa. Trước mắt hiện ra một mảnh đất trống trải, nhà cửa xung quanh thưa thớt trong này nương dâu bờ ruộng giao nhau dọc ngang thẩm ngọc vốn tưởng sở thị ẩn cư là trốn vào một hai gian nhà trong rừng núi xem ra kết quả còn lớn hơn một thị trấn xa xa dãy núi vây quanh che giấu nơi ẩn cư nếu như không có người dẫn đi người ngoài rất khó tìm được nơi này càng đi vào trung tâm nhà cửa càng tập trung nhiều bố trí hơi giống hoàng cung gian nhà ở chính giữa càng rộng lớn khí phái có thể đẹp ngang với phủ đệ của gia đình quyền quý nhưng không đông đúc nghiêm cẩn như hoàng cung trên đường đều có người hành lễ chào hỏi sở linh, sở linh cũng sẽ ôn tồn lễ độ mà đáp lại từng người. Đến rồi. Cuối cùng đội kỵ mã dừng ở phía trước, sở phủ, sở linh có chút phấn khởi nhảy xuống ngựa. Lúc quân huyền kêu ông thẩm ngọc xuống ngựa, chân hơi cứng đờ. Đa tạ ám vệ đại ca, thẩm ngọc nâng mắt ồ một tiếng hỏi, ám vệ đại ca, mắt ngươi có bỏ bay vào à? Sao lại đỏ như vậy? Quân huyền kêu gượng gạo nghiêng đầu đi, Nghĩ thầm nếu y yên phận trên lưng ngựa một chút, mắt hắn sẽ đến mức đỏ lên sao? À, ta biết rồi, ám vệ Đại Ca tha thiết trở về quê hương, vui mừng sao? Đại ca thật là người có tình có nghĩa. Thẩm Ngọc hơi tập tỉnh vỗ vỗ bả vai ám vệ, bày tỏ an ủi. Ngọc Nhi, Sở Linh gọi to một tiếng, mấy ngày trước Vi huynh đã dùng bộ câu đưa thư về nhà, chắc chắn tổ gia gia đã không thể chờ được gặp đệ rồi, mau vào đi thôi. Thẩm Ngọc theo sau Sở Linh tiến vào trong phủ, tâm tình thấp thỏm không yên. Sở Linh thấy Y Khẩn Trương, quay đầu lại nắm chặt tay của Y. Ngọc Nhi, đệ không cần sợ. Về sau nơi này chính là nhà của đệ, dòng chính Sở Thị đều ở trong phủ này. Sau đó ta đưa đệ đi gặp mặt hai tỷ đệ. Vùng phụ cận này có con cháu họ ngoại cũng ở đây mà huyết mạch không thuần túy. ở nơi xa hơn chút nữa, chính là Tùy Tùng Sở Thị, còn có hậu nhân của Thần Tử Tiên Triều. Những người này đệ chưa cần quan tâm đến về sau sẽ từ từ biết hết thẩm ngọc lúng ta lúng túng gật đầu chú ý tới bố trí bày biện trong phủ vô cùng lịch sự tao nhã từ cửa lớn tiến vào chính là một hoa viên lớn ở giữa có một hồ nước thẩm ngọc băng qua rất nhiều hành lang bán nguyệt tạt qua mỗi cửa viện một tí trong sân có người ló đầu ra nhìn sau đó vẫy tay cười hi hi cuối cùng sở linh dừng lại bên ngoài viện trầm hương sửa sang lại áo mũ dắt thẩm ngọc tiến vào giữa sân có một ông lão còng lưng râu tóc bạc phơ chống gậy thỉnh thoảng nôn nóng bước đi bước lại nhìn quanh bên ngoài bên cạnh có một đám già trẻ lớn nhỏ đến giờ giàu rồi sao còn chưa thấy người trở về linh nhi nói là hôm nay đến lão ông khàn khàn lên tiếng có người đến đỡ ông an ủi nói tổ gia gia người đừng vội mà bọn họ từ kinh thành đến xe ngựa đi hơi chậm đi đường cũng mất đến nửa tháng kia trở về rồi tổ gia gia con đã trở về Sở Linh tiến lên nhiệt tình chào hỏi bình an Thẩm Ngọc trốn ở phía sau hắn hiếu kỳ quan sát Đầu tiên thấy được cụ già tóc trắng bạc phơ Tất cả mọi người đứng phía sau hai bên ông Có lẽ là đây là người lớn tuổi nhất Bối phận cao nhất rồi Hàng Nhi à Nhanh lại đây để tổ gia gia nhìn một cái Ánh mắt của ông lão và mọi người đều dồn lên người Thẩm Ngọc Thẩm Ngọc rất ít khi bị người khác nhìn chầm chầm như cổng khỉ trên lưng diễn xiết. Ngọc Nhi, tổ gia gia gọi đệ đấy, cái tên đó là người gọi theo gia phả tổ gia gia của ta và đệ là huynh đệ ruột ta và đệ gọi giống nhau đều là sở linh nhắc nhở tổ gia gia hiện tại y tên là ngọc nhi người gọi loạn vậy y không quen sở hàn bỗng nhiên thẩm ngọc bị gọi bằng một cái tên khác ngược lại có chút không thích ứng cái tên thẩm ngọc này sớm đã khắc thật sâu vào trong lòng y hàn nhi tới đây ông lão mặt mũi hiền hậu vẫy tay tuy thẩm ngọc chưa quen với ông nhưng mà y vẫn đi qua đó. Hàng nhi, những năm này con lưu lạc ở bên ngoài đã chịu khổ rồi. Ông cụ xót thương một trận, xoa xoa đầu thẩm ngọc, bẹo má y, trong khi lẩm bẩm, đôi mắt già nua đỏ lên bắt đầu rơi lệ. Tổ gia gia, đã nói hiện tại y là Ngọc Nhi, sở linh lại nhắc nhở. Ông lão cố chấp nói, bây giờ không phải đã về nhà rồi sao, nên đổi lại về tên cũ, Hàng Nhi, con đồng ý không? Đổi tên tự sao? Thẩm Ngọc ngẩn ra, tuy cha mẹ của y chưa từng gọi tên của y, cái tên Thẩm Ngọc này ban đầu cũng không phải của y, thế nhưng từ khi có một tên bá đạo âm thanh lại ôn nhu nói cho y biết, y sau này gọi là Thẩm Ngọc, y liền chấp nhận cái tên này. Ngươi gọi Ngọc Nhi là người của bổn vương. Nơi tận sâu đáy lòng hiện ra một gương mặt ngông cuồng tự cao tự đại, thanh âm của hắn vang lên. Thân thể Thẩm Ngọc hơi run một cái. Cho dù chạy trốn đến nơi cách hắn ngàn dặm, thẩm ngọc nhớ tới lòng vẫn còn sợ hãi nếu như người kia biết y đổi lại tên có phải sẽ nổi trận lôi đình hay không dù sao hắn cũng không biết thẩm ngọc mím môi nghĩ thầm nhưng vừa nghĩ tới mình không gọi thẩm ngọc lòng thẩm ngọc lại cảm thấy trống rỗng thật giống như không còn người tâm phúc sẽ mất đi một món đồ quan trọng vậy không đổi thẩm ngọc nhẹ nhàng lắc đầu thế nhưng ánh mắt kiên định sở linh nghe thấy lời từ chối của y ánh mắt phức tạp tầm tư hắn vô cùng sắc bén, suy đoán thẩm ngọc không chịu đổi tên, có lẽ là liên quan đến quân huyền kiêu. vậy được rồi, mặc dù tên gọi quan trọng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một danh hiệu, để không muốn đổi thì thôi vậy. lão đầu không kiên trì nổi nữa, cầm lấy tay thẩm ngọc hỏi han ân cần, yêu thích không buông tay. sở linh cười nói, ngọc nhi, thật ra tính tình tổ gia gia rất là cố chấp, có thể nhận thấy gia gia thích đệ nhiều đến thế nào cần ngươi lắm miệng, lão đầu vui mừng hớn hở nói, cũng đến canh giờ này rồi, trước không nhận biết những trưởng bối này, sau này còn có nhiều thời gian, Ngọc Nhi đói bụng chưa? Trước tiên dùng bữa tối đi. Lão đầu kéo lấy tay trái thẩm Ngọc, lại mò tới ngón tay út trống không của y, mặt lão trầm xuống. Đây, đây là do người nào làm? Mắt lão liền đỏ lên, mở lớn mắt, giận không kìm được, vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ, đè nén đến có chút hít thở không thông có phải là trấn bắc vương không hiện tại là huyền đế ta cũng biết đó là tên loạn bác vương mà lão đầu mắng gậy đâm xuống sàn nhà vang lên cồm cộp kể cả những người phía sau cũng căm giận không thôi cùng chung một mối thù thẩm ngọc yên lặng mặc dù có chút liên quan đến quân huyền kiêu thế nhưng thực ra là do y tự mình làm quân huyền kiêu vẫn có chút quan uổng bất quá hắn làm nhiều việc ác quan uổng này để hắn nhận lấy đi dù sao da mặt hắn dày cũng không sợ bị người khác mắng, hơn nữa hắn cũng nghe không thấy. Được trưởng bối trong nhà quan tâm thương yêu, lòng thẩm ngọc rất ấm áp, lòng kháng cự cũng giảm đi, dần dần tiếp nhận bọn họ. Đều là do tổ tông để lại mầm tai họa, không nên a. À. Lão đầu lâu nước mắt nói, cháu ta ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ cực rồi. Sở Linh vội vàng vỗ lưng tổ gia gia giúp lão thuận khí, an ủi, tổ gia gia, người đừng thương tâm nữa, không phải trở về rồi sao, đây là việc vui người còn khóc nữa muốn khiến ngọc nhi khó chịu sao lão đầu nghe lời này mới chậm rãi ngừng khóc dắt thẩm ngọc vào phòng ngồi ở bên cạnh ghế của lão bữa tiệc sớm đã được bố trí xong mấy ngày nay thẩm ngọc gấp rút lên đường không ăn được mấy bữa no nhìn món ăn mê người ở trên bàn sớm đã thèm đến nhỏ giải sở nhân không chỉ thông minh học vấn tốt ngay cả nấu ăn cũng giỏi tuy họ hàng xa nhiệt tình hỏi thăm thẩm ngọc lại một mặt giới thiệu thành viên trong gia tộc thế nhưng đều thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không lộ ra vẻ ồn ào. Thẩm Nọc chú ý đến bát đũa, bộ đồ ăn này được chế tạo cực kỳ tinh xảo, mặc dù không giống như hoàng cung khắp nơi đều là vàng bạc, nhưng cũng tao nhã tinh xảo, để sứ phù hợp với loại món ăn nào, rượu thiệu hưng, rượu gạo, rượu trái cây mỗi thứ đều có ly đựng riêng, ngay cả đôi đũa cũng điêu khắc hoa văn. Chẳng trách sở linh mỗi cái giơ tay nhất chân đều tao nhã lịch sự đến như vậy, xuất thân trong một gia tộc coi trọng lễ nghi, tự nhiên sẽ bồi dưỡng ra được phong thái đặc biệt. Thẩm Ngọc không để ý lễ tiết câu nệ, ăn uống no đủ mới bị Sở Linh dẫn đến một quỳnh hồ tiểu trúc, lúc này đêm đã khuya, Thẩm Ngọc nhìn thấy ở ngoài tiểu viện có một thân ảnh thẳng tắp đang đứng ở đó. Ngọc Nhi có uống chút rượu, phiền ngươi giúp y thay y phục đi ngủ, Sở Linh yên lặng nhìn Quân Huyền kiêu nói. Thẩm Ngọc bị kéo vào một cái khuỷu tay rắn chắc, ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt nạ ác quỷ, lúc đầu y vừa nhìn thấy cái mặt nạ này sẽ bị hù dọa một phen, bây giờ nhìn mãi cũng thành quen, hơn nữa hắn đứng ở trong phòng, thẩm ngọc cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Ám vệ đại ca, ngươi ăn cơm chưa? Thẩm ngọc vẽ say rượu mông lung, cả người chóng mặt, đưa tay sờ mặt nạ, bị ám vệ né tránh. Không biết có phải thẩm ngọc nghe lầm hay không, dưới mặt nạ truyền đến tiếng hư nhẹ, sau đó thân thể y mất trọng lượng bay lên, bị bế ngang lên, đặt nhẹ lên trên giường. Thẩm Ngọc nhắm mắt lại rất nhanh đã ngủ mất, miệng lẩm bẩm lời nói mơ hồ. Ám vệ đại ca, ngươi rất thích bế người nha. Quân huyền kêu nhìn Thẩm Ngọc, có chút không được vui vẻ. Trước đây Thẩm Ngọc không biết uống rượu, tử lượng cũng chẳng ra sao cả, uống một ít đã say rồi. Giờ lại học uống rượu. Nhất định là do những người thân thích kia cố ý rót y. Thẩm Ngọc nửa mê nửa tỉnh, hít mắt mơ mơ hồ hồ nhìn mặt nạ ác quỷ trước mặt, y đưa tay sờ, thế nhưng chóng mặt không cách nào chạm đến được, tay bắt vào khoảng không mấy lần. Quân huyền kêu né tránh, bắt được tay phải của y, nếu bị y tháo mặt nạ xuống nhìn thấy gương mặt thật, sợ rằng bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hết. Ám vệ đại ca, ngươi suốt ngày, suốt ngày đeo mặt nạ, không ngọc sao. Thẩm ngọc vừa vặn ở một cái, quân huyền kêu ngửi thấy mùi rượu sọc vào mũi, không khỏi nhíu mày tức giận, xây thành cái dạng này rồi. Bị người khác ăn sạch đoán chừng cũng không biết. Ngươi tháo xuống đi Ta, ta cũng không biết ngươi tướng mạo ra sao Đến, ta sẽ không nói cho người khác biết Ngươi yên tâm Thẩm Ngọc mềm yếu vô lực ngoát ngoát tay Ra hiệu quân huyền kiêu sát lại gần Quân huyền kiêu không nhúc nhích Xoa xoa tay phải thẩm Ngọc, Ngón tay của y thon dài khớp xương rõ ràng Mặc dù quân huyền kiêu cảm thấy rất đẹp mắt Thế nhưng đau lòng nhiều hơn Hắn nhận ra mấy ngày này gấp trúc lên đường thẩm Ngọc lại gầy đi Ngươi sao không nghe lời quân huyền kiêu không nghe theo lời của y thẩm ngọc phụng phiệu tự như giận tự như trách giọng mũi dày đặc phát âm mơ hồ không rõ lại giống như một con thú nhỏ cào đến lòng quân huyền kiêu mềm nhũng ban ngày quân huyền kiêu vất vả lắm mới đè xuống được tà niệm hiện tại lại vọt lên ngọn lửa nhỏ hắn đích thực là một người có dục vọng mãnh liệt thế nhưng chưa bao giờ trầm mê tham hoang để lỡ chính sự nhưng thẩm ngọc so với xuân dược còn lợi hại hơn quân huyền kiêu cũng chỉ có ở trên người y không kìm lòng được Quân huyền kiêu nhìn chầm chậm gương mặt đỏ ửng của thẩm ngọc, đôi mắt mơ mơ màng màng chậm rãi khép lại, chốc lát đã truyền đến tiếng hít thở đều đều của y, lại có thể cứ như vậy mà đi ngủ. Ánh trăng tỏa sáng phát họa đường viền gương mặt thẩm ngọc, khiến khuôn mặt dụ người của y càng thêm thuần khiết. Một lòng tà niệm của quân huyền kiêu cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Thẩm ngọc nhất định là mệt muốn chết rồi, quân huyền kiêu cũng không nỡ đánh thức y. Ngay cả tắm cũng chưa tắm đã ngủ rồi, Ngọc Nhi muốn biến thành thối Ngọc Nhi. Quân huyền kêu nhẹ giọng lầm bà lầm bầm, cũng chỉ thừa dịp lúc thẩm Ngọc đang ngủ, hắn mới dám giả vờ cùng y nói chuyện phím. Quân huyền kêu cởi với thẩm Ngọc, từng bước từng bước cởi nút buộc áo khoác ngoài, sau đó giúp y cởi áo khoác, mà thẩm Ngọc ngủ say, sẽ không phối hợp, quân huyền kêu không thể làm gì khác hơn là ông lấy y, cởi hết y phục. Ưm. Ừ. Miệng thẩm Ngọc phát ra tiếng trên nhẹ, dựa theo bản năng đưa tay ông lấy đồ vật, thế nhưng lại trực tiếp ông lấy cổ quân huyền kiêu, đầu thả lỏng ngửa ra sau, trung y rộng rãi buông thõng xuống, bờ vải trắng nõn của thẩm ngọc hiện ra trước mặt quân huyền kiêu, lòng ngực bằng phẳng nhẵn bóng như ẩn như hiện. Quân huyền kiêu khổ không thể nói nên lời, trong miệng nước bọt tiết ra, hầu kết quân huyền kiêu khẽ động, cánh tay đặt ở sau lưng thẩm ngọc quên luôn cả động. Thân thể thẩm ngọc bởi vì say rượu mà trở nên nóng rực, lòng bàn tay quân huyền kiêu cũng ấm áp giống như vậy, cách một lớp trung y dán sát vào nhau, Sắp bốc lửa đến nơi rồi. Quân Huyền Kiêu lòng dạ rối bời, đành phải vội vàng giúp y cởi xiêm y, mặc dù hắn không phải người quen sống trong nhung lụa y phục đến thì đưa tay, nhưng cũng chưa từng hầu hạ người khác, tay chân lúng cuống, lộ vẻ lúng túng, cởi nút buộc trên y phục cởi đến mất nửa ngày. Rốt cục cũng lột xuống mớ y phục phức tạp này, Quân Huyền Kiêu thở phào nhẹ nhõm, tiết trời nóng bức, người hắn lại khô nóng khó chịu, mới một lúc, Quân Huyền Kiêu đã chảy mồ hôi đầm đìa trung y bên trong đều ướt đẫm. Ân, khác quá. Thẩm Ngọc liếu ríu nói, môi y có hơi khô, liền lè lưỡi liếm một vòng, bờ môi trở nên ẩm ướt. Quân huyền kêu nhanh như chớp thu tay về, hắn sợ lại bị Thẩm Ngọc khiêu khích, hắn lại phải chạy đi an ủi chính mình. Quân huyền kêu vừa buông lỏng tay, Thẩm Ngọc không có sức ngồi, trực tiếp ngã nằm xuống. Cũng may giường mềm mại, đầu cũng vừa vặn rơi xuống gối mềm, Thẩm Ngọc ngã nhưng không tỉnh chỉ còn sót lại trung y rộng thùng thình thẩm ngọc càng lộ ra vẻ thon gầy mang theo dáng vẻ thiếu niên yếu ớt quân huyền kiêu kiên cường kìm nén ý niệm quay người đi tới chậu rửa mặt bên cạnh vắt khô khăn vải ẩm ướt lau chùi mặt cùng người cho thẩm ngọc hắn có lòng chăm sóc thẩm ngọc thoải mái nhưng tay chân hắn vụng về chỉ có thể lau loạn một hồi lau đến nơi bàn chân thẩm ngọc bỗng nhiên run rẩy cuộn tròn người lại quân huyền kiêu đành cưỡng ép bắt lấy chân của y khăn ướt vừa mới đụng vào lòng bàn chân thẩm ngọc y lại bắt đầu rụt trà rụt trịch sức lực quân huyền kiêu lớn hơn y cánh tay của hắn cũng phải bằng bắp chân của thẩm ngọc thẩm ngọc không có chỗ trốn khó chịu lầm bầm a à. phốc thẩm ngọc trốt cục cười tỉnh lại ngứa thật là nhột ha ha quân huyền kiêu không quan tâm y phản kháng cầm lấy chân thẩm ngọc lau chùi khắp một lần thẩm ngọc cười thở dốc không ngừng thời điểm được thả ra giống như được đại xá mềm nhũng nằm ở trên giường thở dốc. Quân huyền kêu quay đầu lại nhìn, mặt thẩm ngọc vốn đã được lau chùi sạch sẽ, lại toát ra mồ hôi, hai bên cánh mũi mang theo hạt châu nhỏ nhắn, thêm vào đó là dáng vẻ say rượu cùng không ngừng thở dốc, khiến quân huyền kêu mơ tưởng viễn vông. Vỗ đầu mình một cái, quân huyền kêu trốn ra khỏi phòng của thẩm ngọc, hít sâu vào ngụm khí ban đêm mát mẻ, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tên tiểu yêu tinh này. Quân huyền kiêu cắn răng, đi về hướng giếng nước trong sân múc một thùng nước lạnh nước lạnh đập vào mặt cũng không thể giảm bớt đi lửa nóng quân huyền kiêu giật giật thân thể mồ hôi làm cho y phục dính sát vào người của hắn hai ngày này gấp rút lên đường phong trần mệt mỏi hắn cũng không kịp tắm rửa thật tốt quỳnh hồ tiểu trúc hẻo lánh cũng sẽ không có người đi vào thời điểm hành quân đánh trận cũng không câu nệ tiểu tiết lúc này quân huyền kiêu mới tháo mặt nạ xuống cởi hết y phục một thùng nước giếng từ trên đầu dội xuống dội liên tiếp mấy thùng nước giếng, quân huyền kiêu mới đè nén được cơn khô nóng. Phía sau lưng có một tiếng bước chân rất nhỏ, bị lỗ tai nhạy bén của quân huyền kiêu cảm nhận được, hắn nghiêng mặt sang bên. Ai đang ở đó, quân huyền kiêu trầm giọng hỏi. Một bóng người tay chân lúng cuốn đứng ở bên cạnh nguyệt động, trốn cũng không được mà tiến về phía trước cũng không xong. Ta! Ta ta! Người vừa đến tiến lên phía trước một bước nhỏ, đối diện với ánh mắt sắc bén của quân huyền kiêu, đáy lòng không khỏi phát lạnh, tránh né không dám nhìn thẳng. Quân huyền kiêu nhìn thấy hắn mặc trang phục sở nhân, dáng người không cao, còn là một thiếu niên tuổi sắp xỉ thẩm ngọc, liền thu lại một chút sát ý, có lẽ là một công tử trong sở phủ. Ngươi là người nơi nào? Quân huyền kiêu tiện tay dùng y phục cuốn lấy hạ thân, hắn đã sớm không biết xấu hổ là gì, sợ dĩ làm như vậy, là bởi vì tồn tại ý muốn lấy lòng thẩm ngọc, hắn hiện tại hiểu rồi, người lưỡng tình tương duyệt, cả người cũng phải thuộc về đối phương, mà hắn coi mình là người của Thẩm Ngọc, cho nên mới để ý đến những thứ này. Giống như nếu thân thể Thẩm Ngọc bị người khác nhìn thấy, hắn nhất định sẽ muốn giết người. Ta, ta là sở dực. Mặt sở dực không khỏi nóng lên, mặc dù cúi đầu, thế nhưng vẫn không nhìn được nâng mắt lên, muốn nhìn đối phương một chút. Trên thực tế, sở dực cũng vừa mới đến không lâu, liền nhìn thấy cảnh tượng này bên trong sân viện, một người nam nhân cao lớn cường tráng đang xối nước lạnh sở dực sợ ngay người hắn chưa từng nhìn thấy thân thể của nam nhân đặc biệt là vóc người của quân huyền kiêu đối với hắn mà nói là một chấn động không nhỏ lúc đó quân huyền kiêu quay lưng về phía sở dực sở dực chỉ nhìn thấy sau lưng quân huyền kiêu bắp thịt trắng chắc nhưng không cảm thấy đột ngột bởi vì hắn cao dáng người thon dài cánh tay cường tráng mạnh mẽ một thùng nước dội xuống tẩy rửa thân thể của hắn sở dực không nhịn được lùi về sau một bước liền bị quân huyền kiêu phát hiện. Khi quân huyền kiêu xoay người lại, sở dực há to miệng, đầu óc nóng lên. Nam nhân này thật quá anh Tuấn. Sở nhân coi trọng thanh tú nhã nhặn, cho nên sở dực chưa từng thấy một nam tử nào hung ác như thế, gương mặt của hắn cương nghị sắc bén, mang theo một luồng sát phạt bá chủ thiên hạ, cùng khí chất sở nhân hoàn toàn không giống nhau. Quân huyền kiêu nhìn thấy hắn ngẩn ra, có chút thiếu kiên nhẫn, hắn cũng không có hứng thú biết tên của đối phương ngươi tới làm cái gì sở dực ấp a à ấp úng nói ta là tổ gia gia sai ta tới đưa đồ cái này là huân hương tổ gia gia nói ngọc ca ca đi đường mệt mỏi huân hương này có thể giúp giảm bớt mệt mỏi ừm được rồi ngươi đưa cho ta là được sở dực còn chưa đưa tay quân huyền kiêu đã đi tới tự mình cầm lấy hắn cúi đầu ngửi một cái quả thật là huân hương giúp người an giấc thế nhưng hắn chưa dùng thứ này bao giờ cho nên cũng không phân rõ được là tốt hay xấu. Quân huyền kêu thấy sở dực vẫn còn ngay người tại chỗ, nói, người có thể đi. Hả? Được. Sở dực gật gật đầu, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi lòng ngực quân huyền kêu, nhìn quân huyền kêu gần như vậy, hắn cảm thấy có chút ngột ngạt, ngước đầu lên nhìn, với lại người nam nhân này có một đôi mắt thâm thúy ác liệt, tim sở dực đập loạn, gần như muốn bắn ra ngoài. Tuy nam nhân này đối với hắn không khách khí chút nào, hơn nữa xem ra rất là nghiêm khắc Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có Liền hạ lệnh đuổi khách Sở dực khó hiểu có chút mất mát Ta Ngươi còn có chuyện gì sao Quân huyền kêu cắt ngang lời của hắn Không, không sở dực nói Ta chỉ muốn hỏi một chút Ngọc ca ca ngủ chưa Kỳ thực sở dực không còn lời nào để nói Thế nhưng nhìn không được muốn cùng nam nhân này nói nhiều thêm mấy câu, cho dù giọng hắn không khách khí chút nào. Ngủ, Quân huyền kiêu không muốn để ý đến hắn nữa, quay người đi vào phòng. Sở dực đứng yên tại chỗ, cắn môi dưới một cái, sau đó bước nhanh chạy đi. Dực nhi, để hốt hoảng cái gì? Sở linh ở trong một gian viện khác nhìn thấy sở dực chạy trở về, ngăn hắn lại. Sở dực còn chìm đắm trong cơn khiếp sợ vừa nãy, khôi phục lại tinh thần nói, đệ, đệ có chút buồn ngủ, muốn nhanh trở về ngủ. Sở Linh nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của hắn, chỉ cho là hắn chạy quá nhanh. Hửm, vậy để sớm về nghỉ ngơi đi. Linh ca, sở dực bỗng nhiên gọi hắn lại, xấu hổ hỏi, trong viện ngọc ca ca, có phải còn có người khác ở không? Sở Linh không rõ vì sao, trả lời, người khác. Đệ đang nói hộ vệ bên cạnh Ngọc Nhi sao? Làm sao vậy? Quân huyền kiêu không cho sở linh phái nha hoàng qua, hắn nói một mình hắn đủ chăm sóc tốt cho thẩm Ngọc. Không sao, sở dực suy nghĩ lấy đại một lý do người kia thoạt nhìn thật hung ác sở linh cười nói hắn là người ngọc nhi đưa đến để thấy mặt của hắn rồi sao không 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 sở dực nhanh chóng phủ nhận để không thấy sở dực kìm không được hồi tưởng lại hắn nương theo ánh trăng cũng chỉ nhìn thấy sơ sơ với lại không dám nhìn kỹ diện mạo của hắn để không cần phải để ý đến hắn vâng sở dực mất tập trung trả lời sau khi lên giường đi ngủ thì trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu đều là cảnh tượng người nam nhân kia đang dội nước tắm. Chè đá bào, đồ ăn vặt, đóng băng lại sẽ tạo thành kem. Sở dực xoắn suýt cả một đêm thế nhưng dậy rất sớm, hắn cũng không biết làm sao, hình dáng người kia cứ mãi hiện lên trong đầu gạt cũng không đi, ở trên giường lăn qua lộn lại không bằng thức dậy. Hả? Từ khi nào dực nhi nhà chúng ta lại chăm chỉ như vậy, Sở Linh nhìn thấy Sở Dực sáng sớm đã ngồi ở bên ngoài ngay người, trêu chọc nói, không cần tổ gia gia ép ngươi làm bài nữa rồi. Sở Dực bỗng nhiên quay đầu lại, hắn gấp rút muốn hỏi Sở Linh chuyện của nam nhân kia, nhưng biết như vậy không thích hợp, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt trở lại bụng. Sao vậy? Để còn có cái gì không thể nói cùng ta? Nhìn dáng vẻ đầy tâm sự của đệ, giống như bị ma nữ câu hồn vậy, Sở Linh trêu ghẹo nói. Mặt Sở Dực đỏ lên, hiện tại hắn rất giống như bị ma nữ câu hồn sao linh ca huynh hiện tại muốn đi đâu vậy sở dực không tiện nói thẳng với hắn liền đổi chủ đề đi phân phó hạ nhân đi hầm băng lấy băng hả vẫn chưa tới lúc nóng nhất mà sở dực ngược lại vui vẻ nói bất quá cũng là chuyện tốt đệ sớm đã muốn lấy một chậu băng để vào trong phòng cũng không liên quan đến đệ sở linh gõ đầu hắn nói đây là đặc biệt vì ngọc nhi sớm mở hầm băng thân thể y không được tốt, không chịu được giá lạnh nóng bức, cho nên ta chuẩn bị lấy khối băng cho y hóng mát, còn có, sai nhà bếp làm một ít chè băng tuyết cho y nếm thử một chút. Cho Thẩm Ngọc. Sở Dực kích động, nói, "Vậy để đệ đi chung với huynh." "Được, vừa vặn đệ cũng chưa quen y lắm, y chỉ lớn hơn đệ mấy tháng, nói không chừng sau này các đệ có thể chơi chung với nhau." Sở Linh chỉ nghĩ hắn muốn tìm Thẩm Ngọc chơi, cũng không suy nghĩ gì nhiều sở dực đi theo tới hầm băng, còn tự mình đem một khối băng nhỏ đến nhà bếp, bảo đầu bếp bào ra, thêm sữa bò vào làm thành chè băng tuyết, cầm hộp cùng chén, dục sở Linh đi. Linh ca huynh nhanh lên. Sở dực một khắc cũng không muốn chờ, hắn thực sự không chờ được nữa muốn gặp lại người nam nhân khiến hắn hồn ví lên mây kia. Để gấp cái gì? Sở dực mượn cớ nói, thời tiết nóng như vậy, huynh không đi nhanh lên, đợi đến quỳnh hồ tiểu trúc, chè băng tuyết cũng tan hết. Sở Linh dừng chân, nhớ tới gì đó nói, ta thiếu chút nữa quên mất, muốn cùng tổ gia gia nói một chuyện, để giúp ta đem chè băng tuyết qua đó, không được phép ẩu tả thiếu lễ phép, cùng Ngọc Nhi chung sống cho tốt, y đường xa đến, không có cha mẹ, ta muốn y coi đây như là nhà của mình. Vâng. Sở Linh giao phó xong liền đi, sở dực có chút lưỡng lự, để mình hắn đi tìm người kia, hắn tuyệt đối không dám, nhưng vừa vặn có lý do, vậy thì kiên trì đi vậy. Sở dực bước vào quỳnh hồ tiểu trúc Thẩm ngọc đang dạo mát ở trong sân Nghe tiếng có người đến nghiêng đầu nhìn hắn Sở dực Thẩm ngọc cười hỏi Đệ gọi là sở dực đúng không Ngày hôm qua đã từng gặp qua Dựa vào bản lĩnh đã gặp là không thể nào quên được của thẩm ngọc Dĩ nhiên cũng nhớ tên của hắn Chỉ là chưa kịp nói mấy câu Là đệ Ngọc, Ngọc ca Sở dực cũng chưa thấy nhiều người ngoài dáng dấp thẩm ngọc thanh tú kinh diễm Giờ tay nhất chân đều có một cổ khí chất hắn ngược lại có chút xấu hổ động tác câu nệ nghĩ thầm bọn họ không hổ là từ kinh thành tới chủ tớ hai người đều đẹp mắt như vậy cái đó linh ca bảo đệ mang đến cho huynh hai chậu băng đặt vào trong phòng để giảm nhiệt thẩm ngọc nhìn thấy phía sau hắn có hai hạ nhân cầm trong tay chậu đồng mỗi chậu đều có một khối băng lớn còn bốc lên khí lạnh thẩm ngọc cảm thấy rất mới mẻ hạ nhân đem chậu đồng đặt vào hai góc phòng ngày này lấy đâu ra băng thẩm ngọc tò mò hỏi tiêu thạch tạo thành sau đó có thể để rất lâu trong hầm băng sở dực không tập trung trả lời chỉ mãi liếc mắt nhìn về phía sau thẩm ngọc chỉ là bên cạnh sân giếng không có người ngày hôm qua kia để muốn cùng ta đi vào trong phòng sao thẩm ngọc thấy hắn hết nhìn đông lại nhìn tây cho là hắn muốn vào trong phòng chơi được à sở dực thật không tiện nói thẳng cười nói còn có cái này đây là chè băng tuyết linh ca muốn để đưa cho huynh huynh thử xem Sở dực theo thẩm ngọc đi vào phòng Lấy hai chén kem trong hộp đựng thức ăn ra Một chén thêm sữa bò Một chén bỏ thêm đường cùng quả sơn tra Quả của loại Gratager Pinatifa Sơn tra Trung Hoa Có vị chua, màu đỏ tươi Trông tương tự như quả táo tây dại nhỏ Chúng được dùng để làm nhiều loại đồ ăn nhẹ kiểu Trung Hoa Bao gồm sơn tra bính, bánh sơn tra Và đường hồ lô Quả của nó được gọi là sơn tra Trong tiếng Trung còn được dùng làm mứt, kẹo thạch, nước quả, đồ uống chứa cồn và nhiều loại đồ uống khác. Huynh mau ăn thử xem, đợi lát nữa sẽ tan mất, sở dực tự như dân vật quý nói. Thẩm Ngọc múc một muỗng chè băng tuyết, sữa bò thơm ngọt ngào hương vị say mê lòng người, được ăn ở ngày nóng bức dĩ nhiên là vô cùng tuyệt vời. Ăn ngon. Thẩm Ngọc lại nếm thử một muỗng chén có quả sơn tra kia, chua ngọt vừa miệng, hương vị hoàn toàn khác nhau, ngẩng đầu lên liền thấy sở dực đang nhìn chầm chầm cái chén, trực nuốt nước miếng để ăn chung cùng ta đi không được không được sở dực xua tay nói đệ trước đây hàng năm đệ đều ăn cái này là mang đến cho huynh một mình ta cũng ăn không hết đừng lãng phí ý chí sở dực vốn không kiên định rất nhanh bị thuyết phục hướng thẩm ngọc cười cảm kích múc một muỗng lớn hai người ngươi một muỗng ta một muỗng rất nhanh đã thấy đấy thời điểm quân huyền kêu bước vào phòng nhìn thấy chính là thẩm ngọc đang múc một muỗng chè lớn cho vào trong miệng ăn ngốn nghiến hắn xoải bước đi tới đoạt lấy cái chén. Ôi! Ám vệ đại ca, ngươi cũng muốn ăn sao, thẩm ngọc rất hào phóng đem thì đưa cho hắn. Quân huyền kiêu không nhúc nhích, loại chè băng tuyết này vào mùa hè ở vương phủ hoàng cung cũng làm, quá nữa là cho hài tử cùng nữ quyến ăn, hắn không thích ăn món ngọt đến chán ngấy này. Vội vã đoạt lấy là bởi vì nhìn thấy thẩm ngọc ăn gần hết hai chén lớn rồi. Chính y không biết thân thể nhỏ kia của mình có bao nhiêu cân lượng sao. Cũng không nghĩ bản thân chịu hay không chịu được sở dực nhìn thấy quân huyền kiêu đeo mặt nạ tiến vào nhất thời không dám khẳng định có phải là người ngày hôm qua không nhưng quỳnh hồ tiểu trúc chỉ có chủ tớ bọn họ nghĩ chắc không sai được toàn bộ ánh mắt của hắn đều đặt ở trên người quân huyền kiêu ngọc ca hắn là thị vệ bên cạnh huynh sao sở dực cố sức khiến cho giọng điệu của mình tỏ ra hiền hòa không quá để tâm coi là vậy đi bản thân thẩm ngọc cũng không rõ nói là bảo vệ bên mình đi so với thị vệ ám vệ đại ca đối xử thân thiết, chăm sóc hơn nhiều, y nhớ mang máng đêm qua y say rượu, vẫn là ám vệ đại ca bế y lên giường, còn lau người cho y. Rõ ràng ám vệ đại ca là người ngoài lạnh trong nóng có lòng dạ tốt. Cũng không biết tại sao lại đi làm sát thủ. a à, ánh mắt sở dực gần như muốn xuyên qua mặt nạ, muốn nhìn rõ khuôn mặt của hắn, hắn kỳ quái, bá khí oai hùng như vậy, trên người mang theo khí chất nam nhân bể nghệ thiên hạ, làm sao có thể chỉ là một hồ vệ nho nhỏ ám vệ đại ca ngươi có ăn không thế không ăn thì để ta thẩm ngọc thấy ách vệ cầm chén bất động liền lên tiếng hỏi y lớn như này còn chưa từng ăn món gì ngon như vậy a à, ngọc ca thì ra chỗ này của huynh còn có người sớm biết như vậy ta đã bảo phòng bếp làm thêm một chén nữa rồi sở dực vô tình cố ý liếc nhìn về phía quân huyền kiêu thấy hắn tim liền đập loạn không yên giống như khu chiên gõ trống Quân huyền kiêu nghiêng mắt liếc sở dực. Chỉ là bị con người u tối nhìn chầm chầm, tim sở dực đã bị treo lên, hắn có thể cảm giác được, người nam nhân này không vui cho lắm, ánh mắt thật đáng sợ. Chẳng lẽ sự xuất hiện của hắn khiến cho người nam nhân này không vui sao? Quân huyền kiêu rất muốn dạy dỗ người kia. Không biết tự yêu thương bản thân mình, chẳng lẽ trông chờ vào những người ngoài này sao? Nhưng mà hắn không thể lên tiếng, nếu như không có cách giảng đạo lý cho thẩm ngọc, vậy thì cứ dứt khoát cầm chén chè băng tuyết còn thừa một ít ở trong đổ ra ngoài phòng ngươi thẩm ngọc há miệng trong lòng co rút đau đớn món ngon như vậy bị hắn trực tiếp đổ đi quá lãng phí rồi sở dực cũng ngây người vành mắt lập tức đỏ bừng dù sao cái này cũng là tấm lòng của sở linh và hắn người nam nhân này không nói cảm ơn thì cũng thôi đi vì sao còn đổ hết chè băng tuyết ngươi cái người này ca ca ta đặc biệt mở hầm băng trước thời hạn mời các người các người vậy mà các người còn ghét bỏ thẩm ngọc trông thấy bộ dạng sở dực sắp khóc đến nơi vội vàng thay ách vệ giải thích để đừng để ý có lẽ bản thân hắn không ăn được tức giận đến phát điên rồi thẩm ngọc ăn nói vụng về mà an ủi không phải ghét bỏ đồ ăn không ngon để đừng hiểu lầm thẩm ngọc cũng không hiểu ra làm sao ai biết ách vệ này có tính khí quái dị gì, gì ta sở dực cũng không vì nửa chén chè băng tuyết bị đổ đi mà muốn khóc chỉ là hắn cảm thấy tuổi thân. Hắn mang hai chén chè băng tuyết đến, thật ra là muốn tặng cho người nam nhân này nếm thử. Thế nhưng tấm lòng của hắn, ở trong mắt nam nhân này, cũng chỉ là đồ bỏ đi, điều này khiến cho thành ý của sở dực, bị ném vỡ thành mảnh vụn. Mục đích thực sự của hắn, chỉ là muốn lưu lại ấn tượng tốt với người nam nhân này thôi, bây giờ xem ra, chẳng khác nào hắn uổng phí tâm tư rồi. Từ nhỏ sở dực được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên, bị oan ức tới mức này tuy là chưa rơi nước mắt nhưng cũng đã nhịn không được ý nghĩ muốn khóc đứng dậy bước nhanh chạy ra ngoài sở dực thẩm ngọc hô một tiếng đau đầu nói ám vệ đại ca sáng sớm ngươi đã uống say rồi sao ngươi muốn ăn thì nói cho ta biết là được say rượu làm càng cái gì thế không cách nào khiến cho thẩm ngọc hiểu ra sự quan tâm của mình quân huyền kêu tức giận đến nỗi gương mặt dưới mặt nạ xanh mét cũng không biết đêm qua là con sâu rượu nhỏ nào xây rượu làm càng Ông cổ hắn không buông Hại hắn miễn cưỡng dội mấy thùng nước lạnh Có điều quân huyền kiêu vẫn đuổi theo Sở dực chạy chưa xa Chỉ ra quỳnh hồ tiểu trúc Nghe được sau lưng có người đuổi theo Kinh ngạc vui mừng phát hiện là ám vệ Ngươi Sở dực nổi giận nói Không phải ngươi ghét bỏ chè băng tuyết của ta sao Còn đuổi tới đây làm gì Quân huyền kiêu sửng sốt một chút Ghét bỏ chè băng tuyết của hắn hắn đổ ra ngoài phòng chỉ là lo lắng thẩm ngọc ăn quá nhiều có thể sinh bệnh còn cái khác liên quan quái gì đến hắn nhưng nếu ngươi xin lỗi ta sẽ tha thứ cho ngươi cũng không trách ngươi sở dực đang tuổi thân mà người nam nhân này đuổi theo tuổi thân của hắn liền tiêu tan một nửa bây giờ hắn nói chuyện riêng với mình chuyện này cũng đã đủ khiến sở dực xấu hổ vui mừng đến mức tim đập nhanh đồng thời lờ mờ có chút chờ mong sau khi hắn nói xin lỗi mình lại đến xem thẩm ngọc mấy lần Thường xuyên qua lại, thì có thể thân thiết quen thuộc cùng ám vệ này. Con ngươi quân huyền kiêu không hề gần sống, hắn bị người khác mắng bạo quân cũng không sao cả, sao có thể vì chút hiểu lầm cỏn con của sở dực mà giải thích. Hắn nghĩ như thế nào quân huyền kiêu không hề quan tâm. Sau này ngươi không được phép nhắc tới chuyện ta nói được với Ngọc Nhi. Quân huyền kiêu lạnh lùng nói, giọng điệu trước sau như một không có cảm tình, độc đoán độc tài, không kiên dè dạ bộ dáng sở dực hoảng loạn sắp khóc. Hắn đuổi theo mình chính là vì việc này. Cái gì? Sở dực nhất thời không kịp phản ứng. Ta nói, không cho phép ngươi ở trước mặt Ngọc Nhi lắm miệng nửa chữ. Con ngươi ám vệ âm u lạnh thấu xương, giống như thần tiên bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế sống chết của hắn trong tay, áp lực đè ép khiến sống lưng sở dực phát lạnh. Sở dực bị dọa đến mơ hồ rồi. Hắn lớn lên trong gia tộc, gặp gỡ đều là những sở nhân nhã nhặn lịch sự, mà quân huyền kiêu chịu đựng thử thách của chiến trường, bản thân mang theo một luồng khí thế sát phạt sát ý đã nhanh chóng ngưng kết thành bản chất khiến cho cả người sở dực cứng đờ giống như hắn đặt mình vào trong núi thay biển máu không cẩn thận một cái sẽ vạn kiếp bất phục ban đầu sở dực còn chờ mong quân huyền kiêu mềm lòng nói lời xin lỗi dù sao trong sở nhân hắn là tiểu công tử sống an nhàn sung sướng ai cũng nhường nhịn hắn giờ lại bị quân huyền kiêu trực tiếp nói lời uy hiếp khiến cho không dám nhúc nhích ngươi nghe rõ chưa quân huyền kiêu không kiên nhẫn nói Người sở dực trung lên, biểu môi nước mắt lăn xuống, khóc nức nở nói, không nói thì không nói, ngươi hung dữ cái gì. Sở dực nói xong, quay người chạy đi, hắn trở lại phòng của mình, nằm lì trên giường khóc không ngừng, đệm chăn đều bị thấm ướt một mảng lớn, càng nghĩ càng uất ức. Mãi đến giữa trưa, nha hoàng đến gọi đi ăn cơm, hắn mới chậm rãi ổn định lại, nhưng hắn cũng không có tâm tình ăn cơm, nên đã bảo nha hoàng báo lại một tiếng, còn mình trốn trong phòng tinh thần bị tổn thương chán nản. Dực nhi. Khi sở linh vào phòng, sở dực còn nằm bò trên giường, mắt hắn còn ngân ngấn nước, không dám quay đầu nhìn người khác. Sở linh biết rõ chút tính nết nhỏ này của hắn, kéo hắn lên, nhìn thấy mí mắt hắn đã khóc đến sưng lên rồi, đỏ bừng cả hai mắt. Làm sao thế? Khóc đến mức mặt mũi lắm lem như mèo vậy, sở linh thấy dáng vẻ buồn cười của hắn vừa cười vừa nói. Ai khóc? Đệ không khóc. Sở Dực cúi đầu, không chịu nhìn thẳng Sở Linh. "Đệ bớt mạnh miệng đi, Sở Linh vỗ vỗ bả vai hắn nói, buổi sáng vẫn còn tốt lành, ta để đệ đi tặng đồ cho Ngọc Nhi, đệ sẽ không cãi nhau với Ngọc Nhi đấy chứ." Sở Linh cảm thấy hoang đường, Thẩm Ngọc không nói nhiều, tính tình lạnh nhạt không tranh không giành, cho dù Sở Dực vạch lá tìm sâu, Thẩm Ngọc cũng khó có thể tranh cãi với hắn. Không phải không phải, Ngọc Ca đối với đệ rất tốt. Sở Dực vội xua tay suy cho cùng tuổi cũng không lớn lắm, ấp úng trong chốc lát liền nói ra. Là tên hộ vệ kia. Hắn, hắn hung dữ với đệ. Sở Linh mơ hồ không hiểu gì, sao sở dực lại vô duyên vô cớ trêu chọc đến quân huyền kiêu rồi hả? Đệ làm cái gì? Đệ không làm gì cả. Hắn uy hiếp đệ. Sở dực nhớ tới đôi mắt đáng sợ kia, liền rùng mình một cái. Đệ có cái gì tốt đáng để hắn uy hiếp sao? Sở Linh buồn cười nói, hắn đã nói gì với đệ? Hắn nói không cho phép để nói cho Ngọc Ca biết chuyện hắn nói được Đệ cũng không phải bà Mai trên phố ngồi lê đôi mắt chuyện người ta Không hiểu sao lại trừng đệ Tâm tư sở linh tinh tế Liên tưởng đến hai ngày nay sở dực khác thường Đã hơi có đầu mối Đêm qua đệ hoang mang rối loạn chạy về Có phải là đã gặp hắn rồi hay không? Sở dực không chút suy nghĩ mà gật đầu Sau đó nhớ lại tình cảnh hôm qua Liền xấu hổ hai má ứng hồng Để nói chuyện cùng hắn cho nên hắn bảo đệ không được tố cáo hắn với ngọc nhi đúng vậy không hiểu sao hắn là hộ vệ của ngọc ca sao phải như thế sở dực nghĩ không thông thì ra là vậy đệ không nói cũng được sao lại khóc nữa huynh không biết giọng nói lúc đó của hắn giống như giống như muốn giết đệ ấy lòng sở dực vẫn còn khiếp sợ mà nói sở linh cười lắc đầu trấn an nói hắn chính là một người hung ác như vậy đệ không gây sự với hắn hắn cũng sẽ không giết người lung tung nghe ta về sau đệ không đi gặp hắn là được không được sở dực buộc miệng thốt ra tuy bị hắn hung dữ nhưng mình vẫn muốn gặp hộ vệ kia hắn có chút không cam lòng hử sở linh phát hiện hắn khác thường hỏi có phải đệ còn có chuyện gì giấu ta hay không 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 có sở dực phủ nhận đệ không phục dựa vào cái gì hắn hung dữ với đệ không phải hắn chỉ là tên hộ vệ thôi sao Dực Nhi giọng điều sở Linh trở nên nghiêm túc nói, người này tốt nhất đệ đừng tiếp xúc quá nhiều với hắn, đừng làm bất cứ việc gì khác lạ, nghe lời. Ồ, đệ sẽ không vậy đâu. Sở Dực không nghe vào tai lời khuyên nhủ, miễn cưỡng đáp ứng. Vậy bây giờ đệ đi dùng cơm trưa với ta. Sở Dực dụi dụi hai mắt sưng đỏ, không yên lòng theo sau Sở Linh. Người đã đủ, Thẩm Ngọc ngồi cạnh tộc lão, Sở Dực nhỏ tuổi nhất, ngồi vào vị trí cuối. Được rồi. Chúng ta lại cần thêm một bộ bát đũa nữa rồi, đừng câu nệ nữa, động đũa đi. Lão nhân vui mừng háo hức nhìn quanh một vòng, một bàn lớn có mười người, ông thích náo nhiệt, nhìn dáng vẻ hưng thịnh của mọi người. Ngọc Nhi, hôm qua quên hỏi con, con có còn người thân lưu lạc bên ngoài không? Ông dò hỏi, cha mẹ của con. Đã qua đời rồi ạ, à, chỉ còn một mình con. Ánh mắt thẩm Ngọc ảm đạm, ông lão thấy y đau lòng, vỗ lưng an ủi y. Con đừng quá thương tâm, sau này coi nơi này thành nhà mình là được, ông thở dài nói, mấy năm trước sở nhân chúng ta còn có mấy trăm người, vì muốn mở rộng thế lực để đoạt vị, dịp đế trăm phương ngàn kế tìm quân Sơn Lăng, hắn âm thầm lệnh cho quân huyền kiêu, hiện nay là huyền đế, thành lập hát vũ doanh, quân huyền kiêu lòng dạ nham hiểm thủ đoạn độc ác, vi hộ tác xích trường, đuổi tận giết tuyệt sở nhân. Chúng ta bất đắc dĩ ẩn cư đến núi sâu rừng già này, giờ đây dòng chính huyết mạch thuần khiết xem ra chỉ còn lại một bàn từng này người con và cha mẹ con vào đúng thời điểm chạy trốn cùng gia tộc thua trận chạy đến bắc vực nghe được cái tên này lòng thẩm ngọc thoáng trùng xuống một nỗi sợ hãi từ đáy lòng tràn ra nếu không nhờ bức mật báo kia vĩnh viễn thẩm ngọc cũng không biết được sự tình trong đó sở linh liếc nhìn thẩm ngọc thấy sắc mặt y vẫn bình thường thoáng thở dài một hơi ngọc nhi đáng lẽ tổ gia gia không nên nói cho con những chuyện thương tâm này nhưng tổ gia gia muốn thỉnh cầu con một việc tổ gia gia muốn thỉnh cầu con một chuyện ông lão mang theo giọng đầy ấy nấy nói chuyện gì vậy ạ à? thẩm Ngọc hỏi ông lão chần chừ một lúc nhưng vẫn nói ra quả thực rất khó để mở miệng Ngọc nhi con xem trước đây sở nhân chính là thị tộc đứng đầu thiên hạ hiện tại lại chỉ còn lát đác vài người mà còn không có người kế tục ta thật sự rất lo lắng chờ những lão già như chúng ta chết đi sở thì lấy ai kế tục đây Thẩm Ngọc nhìn mười mấy người bên trong, một nửa cũng đã là lão nhân tóc trắng, còn có gần nửa là tầm 40 trở lên, người trẻ tuổi chỉ còn sót lại hai huynh đệ sở linh và sở dực, ngoài ra còn có một tiểu cô nương tầm khoảng mười mấy tuổi. Nói cách khác, không quá mười, hai mươi năm nữa, dòng chính sở thì cũng chỉ còn sót lại có Thẩm Ngọc và ba người bọn họ mà thôi. Sở nhân cũng không biết đến năm nào tháng nào mới lại có người mang lại hương thịnh của ngày đó. Ông lão Bi Thương nói, nếu như muốn khai chi tán dịp, một mực tuân theo quy chế của tổ tông, không hỏi cưới người khác họ, đã là chuyện không thể nào nữa rồi, cho nên Dực Nhi cùng Huyên Nhi, sau này ta sẽ cho chúng nó kết lương duyên với người ngoài, cũng không quản đến quy củ phép tắc tổ tông lưu truyền lại nữa, nhưng bộ tộc sở thị, dù sao vẫn phải có một hậu nhân chính thống. Ít nhất không. Thể đức đoạn ở trong tay ta, nếu ngay cả một chút huyết mạch còn lại cũng hỗn tạp, vậy sở thị hoàn toàn không còn nữa. Thẩm Ngọc nghe không hiểu, sau này sở dực và sở huyên muốn thành thân với người khác họ Thì liên quan gì đến y chứ Ông lão do dự nói Cho nên Ngọc Nhi Trọng trách này chỉ có thể giao cho con với Linh Nhi Tổ gia gia Ngọc Nhi vừa mới hồi tộc Chuyện này không thể sốt ruột Để sau này hãy nói đi Sở Linh hô to Thần sắc cũng có chút khó xử Chờ không nổi nữa rồi Nói không chừng ngày nào đó lão già ta hai chân dẫm một cái Liền thấy liệt tổ liệt tông nghĩ đến tương lai sở thị không có người nối giỏi, tổ gia gia chết cũng không nhắm mắt. Ông lão như đã hạ quyết tâm, tay phải kéo lấy thẩm ngọc, tay trái nắm lấy tay sở linh, đem tay của bọn họ đặt lên nhau. Ngọc Nhi, Linh Nhi tài học vẹn toàn, còn có nguyện ý cùng hắn kết nghĩa phu thê hay không? Hả? Thẩm Ngọc kinh ngạc há miệng, đầu óc một mảnh hỗn loạn, nhanh chóng thu tay về. Nắm tay sở linh khiến y cảm thấy vô cùng không tự nhiên, Y chỉ coi Sở Linh như là huynh trưởng, chưa từng có ý nghĩ không an phận nào. Cho nên ý của tộc lão là, Sở thị đã cùng Đường Mạc Lộ, chỉ có thể phá bỏ truyền thống không cùng người khác họ thành thân, thế nhưng cần phải lưu lại hậu nhân thuần huyết mạch để kế thừa, cho nên trách nhiệm nặng nề này liền rơi xuống đầu y. "Không, không được." Thẩm Ngọc mở to hai mắt nói, "Tổ gia gia, con, con là nam, Sở Linh đại ca cũng là nam. Ngươi, ngươi" có phải là người nhìn lầm rồi không? Con, không phải là nữ nhân. Thẩm Ngọc túng quẩn, dáng dấp của y lúc trưởng thành cũng không đến nỗi nam nữ bất phân giống kiểu hồng liên như vậy chứ. Con cho là tổ gia gia già rồi mắt mờ sao, ông lão kiên trì nói, Linh Nhi và Dực Nhi là hai huynh đệ ruột thịt, với huynh Nhi chưa vượt qua năm đời, cho nên chỉ có con là thích hợp. Mặt sở Linh cũng không tránh khỏi đỏ lên, nói, tổ gia gia, người nói quá trực tiếp, Ngọc Nhi không tiếp nhận nổi ông lão lại hướng về thẩm ngọc nói hay là con không thích linh nhi nhìn hắn không vừa mắt thẩm ngọc yên lặng không liên quan đến nhìn có vừa mắt hay không y đối với sở linh vốn chỉ có tình huynh đệ huống hồ coi như y và sở linh lưỡng tình tương duyệt vậy cũng vậy cũng không sinh được hai tử tổ gia gia cũng biết con được huyền đế phong làm hoàng hậu con có thể tiếp nhận huyền đế lại không thể tiếp nhận linh nhi sao chuyện này không giống nhau thẩm ngọc không thể giải thích nổi ngay từ đầu y đã yêu quân huyền kiêu cho nên chưa từng để ý hắn là nam hay là nữ sau đó đã hoàn toàn tỉnh ngộ trước giờ quân huyền kiêu không có tình cảm với y tất cả chỉ là lợi dụng mà thôi thế nhưng lúc đó y đã không thể nào trốn thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của quân huyền kiêu phong hậu là quân huyền kiêu khăng khăng làm theo ý mình y đã không còn quan tâm nữa sở linh nhìn thấy thẩm ngọc kháng cự lại như vậy thì có chút thất vọng tổ gia gia người đừng nói nữa Ngọc Nhi đối với con không có loại tình cảm đó, người đừng ép y. Thì ra là vậy, con không thích Linh Nhi, ông lão lắc đầu thở dài nói, vậy giữa Dực Nhi và Huyên Nhi, con để ý đến người nào? Thẩm Ngọc hoàn toàn không nói lại được. Sở Dực là một hài tử chưa trưởng thành, Huyên Nhi còn là một tiểu cô nương, Thẩm Ngọc sao có thể thành thân cùng bọn họ? Thẩm Ngọc suy nghĩ ngổn ngang. Nghĩ đến cảnh tượng y cùng với sở dực thành thân, đêm động phòng hoa chút, hai người bọn họ có thể làm gì đây ngươi một miếng ta một miếng cùng ăn chè băng tuyết sao ông lão nhìn biểu tình rất không tình nguyện của y cũng biết hai người kia là không thể nào ngọc nhi con xem người thích hợp với con nhất chỉ có linh nhi không phải thích hợp hay không thích hợp thẩm ngọc xoắn suýt nửa ngày không biết phải nói như thế nào nửa đời này của y cũng chỉ từng tiếp xúc da thịt với quân huyền kiêu muốn y ở trước mặt nhiều người như vậy đàm luận loại chuyện đó y xấu hổ đến khó mà mở miệng tổ gia gia hai người nam nhân phải làm sao sinh hài tử đây ngọc nhi con không biết tổ tiên sở triều của chúng ta cũng đã từng có một nam hậu sao thẩm ngọc mờ mịt lắc đầu y từng đọc qua một ít ghi chép của sử quan quan phụ trách ghi sử sách sở triều nhưng họ không hề đề cập một chữ nào về nam hậu cũng đúng văn đế và hiền hậu làm việc khiêm tốn không thích khoe khoang nên đã hạ lệnh cấm người biết rõ sự tình truyền ra bên ngoài cũng nghiêm cấm sử quan ghi chép lại, cực ít người biết sự thật hiền hậu là nam tử, bọn họ ân ái đến bạc đầu, trăm năm sau lại chung cất cùng nhau, sinh tử làm bạn. Ông lão nói xong, thở dài một tiếng. Văn đế và hiền hậu. Thẩm Ngọc suy nghĩ cẩn thận một chút, nói, là vị văn đế cả đời không tuyển tú không nạp phi kia. Ông ấy và hoàng hậu chỉ sinh hai người con trai. Chính là ông ấy, ông lão vuốt vuốt chòm râu nói, đều nói hiền hậu ghen tuông nhưng thật ra là văn đế kiên trì yêu thương, cùng với hiền hậu làm đôi thần tiên quyến lữ, hai bên toàn tâm toàn ý, việc này chỉ lưu truyền miệng trong dòng chính sở thị, người ngoài không biết được. Thẩm Ngọc nghe xong tâm trí say mê, hai người ở bên nhau trọn đời, chỉ nghe thôi cũng khiến lòng người nảy sinh ngưỡng mộ. Đời này của y, đã không còn cơ hội này nữa. Tuy rằng văn đế và hiền hậu ân ái, nhưng khổ nổi không có con nối giỏi, nghe nói hiền hậu còn vì chuyện này cho phép văn đế nạp phi, nếu không, không phải ngay cả người tiếp nhận Giang Sơn cũng không có sao. Văn Đế cự tuyệt mấy lần, cuối cùng đã tìm được một phương sĩ trong tộc theo thế ngoại cao nhân học đạo, tìm kiếm phương pháp sinh con. Xưa gọi những người cầu tiên học đạo là phương sĩ. Tìm được rồi sao? Thẩm Ngọc cho rằng đây là mộng tưởng hảo huyền. Vậy mà còn có loại chuyện kỳ lạ này. Đương nhiên là tìm được, nếu không Văn Đế lấy đâu ra hai người con kia, ông lão cười ha ha nói có điều phương pháp này chỉ công hiệu với tộc nhân sở thị, hơn nữa phương sĩ kia sớm đã không còn trên nhân thế, chỉ để lại hai viên linh đang hoài thai cuối cùng. Thẩm Ngọc kinh ngạc nửa ngày, đôi đũa trong tay rơi xuống bàn mới hồi phục lại tinh thần. Ngọc Nhi, nếu con đồng ý, sau này con và Linh Nhi sẽ là tộc trưởng đứng đầu sở thị, con cháu của con cũng giống như vậy đời đời truyền xuống. Sau cùng ông lão lấy ra điều kiện tốt nhất của bản thân có thể cho y nói ra. Thẩm Ngọc hạ mắt trầm tư, Trước kia sở thị là danh môn vọng tộc đệ nhất thiên hạ, cho dù hiện tại sa sút lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, quả thực cũng có không ít quyền lực tiền tài, dù là không thể phục hồi, cũng sẽ không quá kém so với những sơn trang trên giang hồ kia. Nhưng những thứ này, sao có thể hấp dẫn được thẩm ngọc? Quân huyền kêu cai quản giang sơn, phong y làm hậu, y cũng không có cảm giác gì. Thẩm ngọc do dự, y không có cách nào nhận lời. Ngọc nhi, bây giờ con còn trẻ, về sau có rất nhiều thời gian ở chung với linh nhi rồi cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi ông lão thấy thẩm ngọc không nói lời nào chỉ đành phải nói nếu con thực sự không thể đồng ý ngay trở về từ từ suy xét không cần phải gấp thẩm ngọc cũng không còn tâm trạng dùng bữa nữa lúc đi ra như là cái xác không hồn trong đầu toàn là câu chuyện hoang đường kia ngọc nhi đợi một chút sở linh đuổi theo gọi thẩm ngọc dừng lại việc tổ gia gia nói đệ không cần quá để tâm sở linh nói đệ có thể đáp ứng đương nhiên là tốt nhất nhưng nếu không muốn cũng không cần miễn cưỡng sẽ không có người ép đệ đệ hiểu rõ ý của ta chứ thẩm ngọc đờ đẫn gật đầu sở linh vẫn còn có chút bất an nói chuyện này không phải là chủ ý của ta ta cũng không ngờ tổ gia gia sẽ sớm nói với đệ như vậy thẩm ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi sở linh đại ca huynh có người trong lòng rồi sao sở linh bị hỏi khó không biết trả lời thế nào. Vì sao Ngọc Nhi lại hỏi câu này? Thẩm Ngọc nghiêm túc hỏi, Huynh không muốn thành hôn với ngươi mình yêu sao? Ta không có, sở linh đáp, vì gia tộc sinh con nối giỏi, ta có thể bỏ qua toàn bộ việc khác. Cho dù là lấy một người Huynh không yêu, cùng chung sống quãng đời còn lại. Không phải. Sở linh vội vàng nói ra, Ngọc Nhi, tuy ta và đệ quen biết không lâu, nhưng thời gian dài, chung quy sẽ có một ngày nương tựa lẫn nhau, sẽ yêu quý bảo vệ cho nhau nhưng mà để có nói xong thẩm ngọc bước nhanh trở về quỳnh hồ tiểu trúc sở linh đứng nguyên tại chỗ thật lâu sở linh lớn lên ở gia tộc cho nên tất cả mọi chuyện của hắn đều xoay quanh gia tộc bất luận cái gì hắn cũng có thể hy sinh nhưng thẩm ngọc biết rõ chính mình y từng rất yêu một người cam tâm nguyện ý thay đổi tất cả người này giấu ở một nơi nào đó trong đáy lòng y niêm phong đóng kín không dám đụng vào cho nên lòng của y rỗng mất một mảnh, bất luận người nào cũng không bù đắp được. Thẩm Ngọc vùi mình trong sương phòng, y nghiêm túc cân nhắc lời tộc lão, có phải là y cũng có thể vì gia tộc mà đồng ý không? Sở Linh Tuấn Tú lịch sự quân tử khiêm nhường, Thẩm Ngọc cũng không ghét hắn, đây có phải là một cơ hội, hoàn toàn từ biệt quá khứ không? Lúc quân huyền kêu thấy Thẩm Ngọc trở lại Quỳnh Hồ Tiểu Trúc, sắc mặt ảm đạm, vào phòng cũng chưa thấy đi ra, hắn ở ngoài cửa dạo bước một canh giờ, cũng không nhịn được nữa, gõ cửa phòng, đập vài tiếng, bên trong không có động tĩnh, quân huyền kiêu trực tiếp phá cửa mà vào. Thẩm Ngọc ngồi cạnh Nguyễn tháp, chôn mặt lên đầu gối, nhìn thấy mặt nạ quen thuộc, bỗng nhiên sinh ra cảm giác thân thiết không tên. Nguyễn Tháp, một cái giường nhỏ, có lót một lớp nệm đơn giản. Ám vệ đại ca. Thẩm Ngọc nguyễn miệng cười, chỉ là quân huyền kiêu vẫn nhìn ra được y cười nhưng sau lưng tâm sự nặng nề. Ngươi một, làm một, sao một, vậy? Quân Huyền kêu ra dấu tay, vẫn là lúc trước học được từ Thẩm Ngọc, chỉ là hắn vụng về hơn Thẩm Ngọc, bàn tay lớn khoa tay múa chân cả buổi cũng không nói được trọng điểm, hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn cần dựa vào thủ nữ để nói một câu với Thẩm Ngọc. Người đang quan tâm ta. Thẩm Ngọc cảm nhận được sự lo lắng của hắn, từ hoảng sợ kinh hãi lúc phát hiện mật báo, đến do dự của bây giờ, Thẩm Ngọc đều không cảm thấy đau lòng, nhưng vừa nhìn thấy ám vệ bỗng nhiên toàn bộ tuổi thân thân của y đều bộc phát cùng một lúc, Ông lấy eo ám vệ mà khóc ra thành tiếng. Hết chương 180, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.